Vương Phi đa tài đa nghệ, Hạ Thương Mai. Chương 436, quyết định của Hoàng đế. Tôn Phương Nhi vô lực buông thõng tay, nghĩ với chuyện năm đó, nàng ra chỉ cảm thấy nỗi hận tràn ngập trong lòng. Trước đây còn có thể dùng lý do hắn là người không có tình cảm để an ủi bản thân, nhưng bây giờ mắt thấy hắn đối xử với Hạ Thương Mai thâm tình như thế, nàng ta còn có thể tiếp tục tự lừa mình dối người nữa không? Nắm đấm buông lỏng, dần dần siết chặt lại. Nàng ta mặt mày không có biểu cảm gì nói, nếu như không có đoán sai, Mộ Dung Khanh sáng mai sẽ vào cung, hắn sẽ lấy lý do nhốt Hạ Thương Mai tự mình điều tra, từ chối giao ra Hạ Thương Mai. Xin vương gia chuyển lời cho Quý Thái Phi, bảo bà ấy vào cung trước một bước, hơn nữa nói với Hoàng Thái Hậu, bệnh tình của Hoàng thượng là từ miệng của tiểu khuyên thị nữ bên cạnh Hạ Thương Mai truyền ra ngoài, sau đó lại lưu truyền đến quán trà quán rượu trong kinh, còn nữa, nói ta biết cách chữa quỷ diện sang. Tên cấm quân tiết lộ tin tức đó sẽ bị điều tra ra không? Nam Hoài Vương thấy nàng ta khôi phục sự lạnh lùng trước đây, hài lòng gật đầu. Sẽ không, hắn đã chết vì bạo bệnh, chân ngôn cổ hạ cho hắn có kích độc, sau khi tiết lộ tin tức sau 12 canh giờ, hắn sẽ đau nhói tim, tạo thành hiện tượng bạo bệnh giả. Vậy thì tốt, Nam Hoài Vương cười độc ác, hắn muốn bảo vệ Hạ Thương Mai sao? Chỉ sợ không dễ dàng. Trong cung thật sự đã cực kỳ hỗn loạn, Hoàng Thái Hậu tuy hạ lệnh cấm bất cứ người nào bàn luận chuyện này, nhưng... chuyện Hoàng Thương mọc quỷ diện sang vẫn khiến người ta sợ hãi trong lòng, Mai Phi và Nghi Phi đang cất lực vỗ về Hậu Phi. Thái tử bị cấm túc, Thái phó bèn vào cung thương lương đối sách. Hoàng Thái Hậu tức giận không thôi, nhất là ba lần bốn lượt truyền Mộ Dung Khanh vào cung, hắn đều không đến, càng nhận định trong lòng hắn có quỷ. Hoàng Thái Hậu bất giận, có lẽ trong phủ có chuyện gì khẩn cấp nên chậm trễ chút, hơn nữa chuyện này sau khi truyền ra ngoài, bách quan sợ hãi. Có lẽ vương ra đi an ủi quần thần rồi. Tôn công công an ủi. An ủi cái gì chứ? Chưa nghe tin trở về nói nó luôn ở trong phủ sao? Phải, nhưng cũng nói ngài ấy đã nhốt Phương Phi, vương ra cũng rất coi trọng chuyện này. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hoàng Thái Hậu tức giận nói, ai ra từng nói rất nhiều lần, không cho phép bất cứ ai vào Hy Vi Cung, cũng hy vọng nó có thể cẩn trọng, từ ngày Hoàng thượng mắc bệnh. Ai ra mỗi ngày đều đứng trên lớp băng mỏng, lại không ngờ, cuối cùng sẽ là nó. Tôn công công thở dài, thật không ngờ chuyện này lại lộ ra vào lúc này, bệnh của Hoàng thượng, từ ngày chẩn đoán chính xác thì chính là đại kỵ của Đại Chu, cơ mật của Đại Chu. Bên Hoàng đế như thế nào? Hoàng Thái Hậu mặt mày lạnh lùng nói. Tôn công công nói, Lộ công công nói, Hoàng thượng định chặt một cánh tay, lại lấy phấn đen bôi lên mặt, tạo thành triệu chứng bị trúng độc, mặc kệ như thế nào. Hoàng thượng nói không thể để người khác nhìn thấy người của Mộ Dung ra mắc quỷ diện sang bị nguyền rủa này. Hoàng Thái Hậu nước mắt bỗng rơi xuống, đau khổ tuyệt vọng, nó đã như thế rồi, còn muốn chặt một tay. Còn không bằng trực tiếp giết nó. Hoàng đế là con trai ruột của bà, từ ngày hắn được phong làm thái tử, người làm mẫu hậu như bà ta yêu cầu đối với hắn rất nghiêm khắc, bởi vì biết hắn ngày sau phải kế thừa đại nghiệp, không thể có một khuyết điểm này. Ở bàn tay sắt của bà ta, hắn quả nhiên thành tài. Thậm chí trái tim trước giờ không có ý niệm nhi nữ tư tình, chỉ một lòng đặt vào quốc gia chính sự. Sau khi hắn mắc bệnh, hắn không có lập tức nâng đỡ con trai của mình đăng cơ, mà đem quyền lực hạ xuống, không một chút lòng riêng, chỉ vì lo nghĩ cho tương lai của Giang Sơn Đại Chu. Hiện nay, nếu như còn phải chặt một tay để bảo vệ danh tiếng của hoàng gia, bà ta thật sự thà giết hắn đi, cũng không nhẫn tâm bảo hắn trước khi chết còn phải chịu nỗi đau đớn như thế. Khanh hồ đồ, thật hồ đồ. Hoàng Thái Hậu sau khi bi phẫn, đích thân đến Hy Vi Cung gặp Hoàng đế. Hoàng đế tỉnh táo hơn nhiều, là hiệu quả của việc tăng liều lượng thuốc, tạm thời chống đỡ. Cảm thấy như thế nào? Hoàng Thái Hậu kìm chế nước mắt, ngồi ở bên giường đau lòng hỏi. Đỡ hơn nhiều rồi, Hoàng đế nghiêng đầu qua, nhưng khó che đậy được sự mệt mỏi. Bọn họ nói người muốn chặt đi một cánh tay, ai ra không đồng ý. Hoàng Thái Hậu khóc rồi. Hoàng đế trầm giọng nói, mẫu hậu, chuyện đã đến nước này, bắt buộc phải làm như thế, còn nữa, truyền khanh vào cung, để nó hạ lệnh, giết Hạ Thương Mai người lan truyền tin đồn, nếu như không kiểm soát được bá quan, có thể để bọn họ vào, nói cánh tay của trầm sớm đã chặt rồi, trẫm vừa rồi đã thương lượng với ngự y, nếu như sau khi chặt tay dùng hỏa dược đốt qua, có thể che đậy được vết thương, liền nói trẫm trước đó ở ngự thú viên huấn luyện hổ bị nó cắn đứt. Cái gì? Hoàng Thái Hậu nhất thời sững người, còn muốn giết Thương Mai. Nàng ta tiết lộ bí mật, vốn dĩ đáng chết, Hoàng đế lạnh lùng nói. Nhưng,
nàng ta chắc là vô tâm, có thể trừng phạt nhẹ hơn. Hoàng đế nhìn Hoàng Thái Hậu, có hơi bất ngờ khi bà ta sẽ cầu tình cho Thương Mai, giọng nói không kìm được băng lạnh, mẫu hậu, chuyện này nếu như không phải là nàng ta, sẽ không nháo thành cục diện như ngày hôm nay, nàng ta không chết, khó thể che miệng mọi người, cho nên, nàng ta bắt buộc phải chết, tội danh cũng bắt buộc là tạo lời đồn. Hoàng Thái Hậu do dự một lát, cái này, hay là truyền đệ đệ con vào cung hỏi cho rõ trước đã, ai ra thật sự cảm thấy chưa chắc là Thương Mai nói ra ngoài. Mặc kệ là ai, đều không phải là trọng điểm, hoàng đế điều chỉnh tư thế ngồi, trầm giọng nói, cho dù không phải là nàng ta, tội danh này cũng chỉ có thể là nàng ta gánh, bởi vì nàng ta là con gái của Hạ Hoè Quân, nàng ta tạo lời đồn hủy hoại danh tiếng của hoàng gia, hợp tình tình lý, bách tính và văn võ bá quan đều sẽ tin phục, tin chắc A Khanh cũng biết điểm này, cho nên chấm cho rằng, nó cũng sẽ có cùng cách làm với chấm, Giang Sơn tóm lại quan trọng hơn nữ nhân, hơn nữa bọn họ thành thân chưa lâu. Không nói đến tình cảm gì cả, hy sinh một Hạ Thương Mai có thể bảo vệ danh tiếng của chấm và hoàng thất, nó biết cân đo đong đếm. Hoàng Thái Hậu nói, nhưng Thương Mai có ơn với bách tính, nếu giết nàng ta, sợ rằng sẽ phản tác dụng. Có ơn với bách tính, đây là chuyện gì? Hoàng đế xứng người, nhìn Hoàng Thái Hậu hỏi. Hoàng Thái Hậu nói, trước đó không phải từng nói với con, trong kinh xuất hiện chứng bệnh cương thi sao? Là Thương Mai tìm được phương thuốc chữa khỏi bệnh cương thi, bách tính trong kinh ai ai cũng biết. Hoàng đế nhíu mày, chấm biết chuyện này, nhưng không đến mức có ơn, nàng ta là con dân của Đại Chu, hơn nữa là nhiếp chính vương phi, còn là đại phu, chữa bệnh cứu người là bổn phận của nàng ta, nếu như nói thế, đại phu cứu người trong dân gian vô số, một khi phạm tội lại lấy lý do đã từng cứu người để thoát khỏi tội danh thoát khỏi sự trừng phạt, quốc pháp còn có tôn nghiêm không? Hoàng Thái Hậu thở dài, ai ra không phải nói nhất định phải miễn tội cho nàng ta, trừng phạt là phải làm, nhưng giết thì quá nghiêm trọng rồi. Nàng ta dù sao cũng là thê tử của đệ đệ con, vừa mới qua cửa không lâu, hơn nữa hai người lại cùng trải qua không ít kiếp nạn. Hoàng đế nghe thấy lời này, bỗng đành giọng nói, mẫu hậu, chấm thật sự rất khó tin người sẽ nói ra lời như thế, còn nhớ ngày xưa trước khi chấm chưa có đăng cơ, người dạy chấm như thế nào không? Người nói, nhìn nữ tử tình sẽ chỉ làm loạn tâm trí của con người, khiến người ta đưa ra phán đoán sai lầm, vì thế, chấm tuy thích Liên Thúy Ngữ, lại không thể lại gần. Sợ chấm sẽ bị tình cảm chi phối, cuối cùng thậm chí dương mắt nhìn nàng gả cho Hạ Hoè Quân, còn cả chuyện của tiểu cô, ngươi cho rằng chấm thật sự nguyện ý nhìn thấy nàng đau khổ sao? Nhưng, thà khiến tiểu cô khó chịu, cũng không để Tiêu gia tiếp tục bành trướng, đây là vì suy nghĩ cho Giang Sơn Đại Chu. Hoàng Thái Hậu nhìn sự tức giận trên mặt hắn, trái tim cũng đang run lên, không sai, bà ta trước đây quả thật đã dạy Hoàng đế như thế, nhưng lúc đó tiên đế còn cả Thái Hoàng Thái Hậu đều rất coi trọng người thừa kế. Mọi người đều hết lòng khen ngợi hắn, bà ta sợ lời khen nhiều rồi, hắn sẽ kiêu ngạo tự đại thậm chí đánh mất bản thân, cuối cùng khiến người nhà thất vọng. Cho nên, bà ta lấy thân phận của người thầy, lúc nào cũng nhắc nhở hắn, tránh hắn đi lầm đường lạc lối, nhưng không ngờ năm tháng qua đi, đến bây giờ, trong lòng hắn ngoài Giang Sơn Đại Chu vẫn không có gì khác. Thật ra lúc đầu bà ta biết Hoàng đế có hảo cảm với Liên Thúy Ngữ, bà ta cũng vì thế mà không thích Liên Thúy Ngữ. Chương 437, Phương Nhi tự tiến cử. Hoàng đế thấy Hoàng Thái Hậu vẫn có bộ dạng không đồng ý, không khỏi thất vọng nói, mẫu hậu, người hiện nay biết đau lòng cho A Khanh rồi, ban đầu có từng đau lòng cho chấm không? Hoàng Thái Hậu không chịu được lời hắn nói, có lẽ bà ta tuổi tác cao rồi, mềm lòng rồi, hiện nay trong đầu chỉ muốn con cháu vui vẻ. Bà ta bỗng nó, nếu con đã quyết định rồi, ai ra nói gì cũng vô dụng, với cả, chính sự ai ra vốn không nên hỏi tới. Ai ra đã hạ ý chỉ, kêu A Khanh vào cung, đến lúc đó, con hạ chỉ đi, nó hiện nay đã nhốt Hạ Thương Mai lại rồi, con cũng có thể kêu nó dẫn Hạ Thương Mai vào cung, hỏi cho rõ, có lẽ chuyện này có nội tình khác cũng không chừng. Mẫu hậu hạ chỉ kêu nó dẫn Hạ Thương Mai vào cung đi, nếu nó kháng chỉ không dẫn Hạ Thương Mai vào cung, vậy chứng minh nó có lòng bảo vệ Hạ Thương Mai, nếu như thế, chấm sẽ rất thất vọng về nó. Hoàng đế nói. Hoài Thái Hậu nhìn hắn, khẽ thở dài. Cũng không nói thêm gì nữa. Hoàng Thái Hậu trở về tẩm cung, càng nghĩ trong lòng càng khó chịu, thứ nhất là vì chuyện Hoàng đế quyết định chặt một tay, thứ hai là vì Hoàng đế muốn giết Hạ Thương Mai. Người cảm thấy, vương gia có thật sự thích Hạ Thương Mai không? Hoàng Thái Hậu trầm tư một lúc lâu, hỏi Tôn Công Công. Tôn Công Công nói, Thái Hậu, người tinh mắt vừa nhìn thì có thể nhìn ra, vương gia để tâm đến vương phi.
Tâm trạng của Hoàng Thái Hậu rất nặng nề, nếu là Ai Gia kêu nó dẫn Thương Mai vào cung, Thương Mai nhất định sẽ chết, Ai Gia thật sự không nhẫn tâm. Tôn Công Công cũng không có được chủ ý gì, chuyện này xảy ra quá đột ngột, thật ra mọi người đều cảm thấy chưa chắc là Vương Phi nói ra, nhưng tin tức bên ngoài lại chỉ thẳng vào thị nữ bên cạnh Vương Phi. Cung nữ Thái Điệp đi vào, Thái Hậu nương nương, Quý Thái Phi đến rồi. Hoàng Thái Hậu nghe vậy, đưa tay dây lông mày, nàng ta đến làm gì? Từ sau khi bà ta chưa từng chết tâm, Hoàng Thái Hậu đã không thèm gặp bà ta nữa. Nói là có chuyện gấp, bắt buộc phải gặp mặt Thái Hậu. Thái Điệp nói. Tôn Công Công nói, Thái Hậu, lúc này, Quý Thái Phi vào cung sợ rằng không có ý tốt gì, vẫn là không gặp thì hơn. Hoàng Thái Hậu suy nghĩ một lát, bỏ đi, để nàng ta vào đi, Ai Gia cũng không thể làm quá rõ ràng. Thái Điệp đáp lại rồi đi ra. Tôn Công Công khẽ thở dài, lắc đầu. Hoàng Thái Hậu chung quy là quá mềm lòng rồi. Nếu như có nửa quần can đảm của Thái Hoàng Thái Hậu cũng không cần bị Quý Thái Phi dắt mũi mà đi. Thái Điệp dẫn Quý Thái Phi đi vào trong, lần này, Quý Thái Phi còn dẫn theo một người, chính là Tôn Phương Nhi. Hoàng Thái Hậu bỗng nổi giận, người đến thì đến, dẫn theo nàng ta đến làm gì hả? Tôn Phương Nhi là sự sỉ nhục của Tôn gia, Hoàng Thái Hậu là con gái của Tôn gia, tự nhiên cũng không chứa chấp nổi Tôn Phương Nhi. Quý Thái Phi quỳ xuống, tỷ tỷ, muội muội lần này vào cung là có một chuyện muốn cầu. Hoàng Thái Hậu nhíu mày, diễn như vậy, chắc chắn có ý đồ. Bà ta lạnh lùng nói, để nàng ta ra ngoài, Ai Gia không muốn nhìn thấy nàng ta. Tôn Phương Nhi quỳ trên đất, dập đầu, Hoàng Thái Hậu, Phương Nhi tự biết trước kia làm sai nhiều chuyện, cũng không dám cầu xin Hoàng Thái Hậu nể tình thân máu mủ mà tha thứ cho ta. Lần này Phương Nhi vào cung là muốn chữa trị cho Hoàng Thượng, quỷ diện sang của Hoàng Thượng. Phương Nhi đã từng gặp, cũng từng chữa khỏi. Hoàng Thái Hậu hừ một tiếng, châm chọc nói, Ai Gia còn tưởng người học y thuật của Tôn gia là Nhu Giao, thì ra là người sao? Hay là Ai Gia nhớ nhầm, người học y là người học phu cổ tà thuật là Nhu Giao? Thần sắc Tôn Phương Nhi hổ thẹn, không chịu nổi, khi lên tiếng lần nữa, giọng nói nghèn nghẹn, Phương Nhi tội đáng muôn chết, khiến Hoàng Thái Hậu thất vọng rồi, Phương Nhi sau khi bị đuổi khỏi Tôn gia, đã biết sai rồi. Vì để bù đắp những lỗi lầm đã phạm phải trước đây, liền theo một vị thần y học y thuật, chữa bệnh cứu người, tuy không thành tài, nhưng dưới sự dạy dỗ của sư phụ, có nghiên cứu về các chứng bệnh lạ, Phương Nhi nghe được Hoàng thượng mắc quỷ diện sang, bèn cầu Quý Thái Phi tiến cử Phương Nhi vào cung. Đều là tự Phương Nhi cầu xin, nếu như Hoàng Thái Hậu không cho phép Phương Nhi chữa trị cho Hoàng thượng, cũng đừng trách tội Quý Thái Phi cũng là niệm tình chất nữ thành tâm hối cải mới bằng lòng giúp. Hoàng Thái Hậu biết không nên tin lời của Tôn Phương Nhi, bởi vì lệnh Quý Thái Phi và Tôn Phương Nhi đều là người không tin tưởng được. Nhưng, lời của Tôn Phương Nhi lại có sức thu hút rất lớn, nhất là thế cục hiện nay khẩn trương như thế, hiện nay nhất định sẽ có triều thần vào cung hỏi về bệnh tình của Hoàng thượng. Nghĩ tới Hoàng đến muốn chặt đi một cánh tay để che đậy quỷ diện sang, trái tim của bà ta liền thắt lại. Người nói người từng gặp người mắc quỷ diện sang, cũng đã từng chữa khỏi bệnh này, vậy ngươi nói thử. Quỷ diện sang là như thế nào? Ngươi đã chữa trị như thế nào? Hoàng Thái Hậu hỏi. Tôn Phương Nhi trả lời, quỷ diện sang mọc ở ngoài cơ thể hoặc trong cơ thể, có một số đoàn đủ mắt tai miệng mũi, có một số thậm chí còn có tay chân, cũng có một số sẽ khuyết thiếu, người Phương Nhi chữa trị trước đây là mọc ở phần bụng. Sau đó Phương Nhi dùng thuốc, không quá một tháng, quỷ diện sang liền rơi ra, phần bụng của người bệnh đó trơn nhẵn bóng loáng, giống như chưa từng mọc ra thứ gì. Dùng thuốc gì? Hoàng Thái Hậu truy hỏi. Lôi hoàn, khinh phấn, bối mẫu nghiền thành bột đắp vào vết thương, cộng thêm phối hợp dùng canh thuốc trong một tháng sau, nhân diện sang sẽ rụng ra. Chỉ cần ba loại bột đập lên vết thương sao? Hoàng Thái Hậu thấy nàng ta nói tự tin, dường như thật sự có vài phần bản lĩnh. Tự nhiên không chỉ vậy, lượng thuốc được thay đổi mỗi ngày, hơn nữa trong quá trình chữa trị, nhân diện sang sẽ mưng mủ, cái này cần phải cắt mủ ra. Chữa trị tương đối phiền phức, nhưng lại có hiệu quả. Hoàng Thái Hậu bắt đầu trầm tư, suy xét lợi hại trong đó. Tôn Công Công lại bước lên một bước nói, Phương Nhi cô nương, người tuy có thể chữa quỷ diện sang, nhưng Hoàng thượng không mọc quỷ diện sang, đều là tin đồn mà thôi. Quý Thái Phi hơi sững người, là tin đồn sao? Ai ra còn tưởng là thật, chuyện này chính là thị nữ Tiểu Khuyên bên cạnh Thương Mai nói ra, nàng ta nói Thương Mai đã vào cùng nhìn Hoàng thượng. Hoàng Thái Hậu mặt mày tối sầm, người tận tai nghe thấy nàng ta nói. Quý Thái Phi lắc đầu, vậy thì không có, là thị nữ bên cạnh Ai Gia nói,
nàng ta và Tiểu Khuyên cùng ra ngoài đi mua đồ trong phủ, đi mệt rồi, liền ngồi nghỉ trong quán trà ven đường trong kinh. Khi uống trà thì nói, vì là quán trà có bách tính, chuyện này liền truyền ra ngoài. Tôn Công Công cười nói, quý Thái Phi, lời thị nữ sao có thể tin được. Nhà đầu đó cũng là lắm lời, nói gì không được, lại cứ nói về bệnh tình của Hoàng thượng, xem ra, phải lấy lại trừng phạt một trận mới được. Quý Thái Phi thở dài, vậy thì tốt, không phải thì thật sự tốt quá. Nói xong, bà ta hằn học nói, nhà đầu đó đâu chỉ lắm lời. Dám tung tin đồn về bệnh tình của Hoàng thượng, tội đáng chết vạn lần, sau khi ai ra về phủ, phải giết chết nàng ta. Hoàng Thái Hậu thấy bà ta lòng đầy phẫn nộ, nhàn nhạt nói, hiếm khi Quý Thái Phi quan tâm đến Hoàng đế như thế, ai ra cũng rất an ủi, còn thi nữ có linh tinh đó, giết là đúng, đứng lên đi, đều đừng quỳ nữa. Tôn Phương Nhi đỡ Quý Thái Phi đứng dậy, Tôn Phương Nhi cũng rạng rỡ nói, Hoàng Thái Hậu thứ tội, Phương Nhi tưởng lời này là thật, tự tiến cử mình vào cung chữa trị cho Hoàng thượng, thật sự là hồ đồ. Hoàng Thái Hậu được Tôn Công Công nhắc nhở như thế thì tỉnh táo hơn, thần sắc của bà ta lạnh nhạt nói, ngược lại không phải là hồ đồ, ngươi và Quý Thái Phi đều là người thông minh, hơn nữa đều rất có lòng. Lời này chính là nói hai người là người có lòng, còn có tâm tư gì, mọi người đều biết. Quý Thái Phi thấy Hoàng Thái Hậu nói chuyện châm chọc, sắc mặt không tốt lắm, ta biết lần này là uổng công làm người tốt rồi, ngược lại bị người khác xem thành tiểu nhân, nhưng, cho dù ta có tâm tư gì, Hoàng thượng suy cho cùng là người của Mộ Dung gia, Hoàng thượng thật sự mắc quỷ diện sang thì sẽ tổn hại với danh tiếng của Hoàng gia, bách tính sẽ nghi ngờ con cháu của Mộ Dung gia có phải là người thất đức không, liệu có ngồi được trên ngôi vị này không, cho nên có khi không phải chúng ta có lòng, mà là Hoàng Thái Hậu suy nghĩ nhiều. Ngữ khí này của bà ta, Hoàng Thái Hậu không tức giận, ngược lại suy nghĩ sâu hơn. Quả thật, bà ta nói cũng có đạo lý, nếu dân gian biết Hoàng đế là quỷ diện sang, bất luận ngày sau là Nam Hoài Vương hay Thái tử lên ngôi, đều khó thể bảo đảm không bị người ta dị nghị. Cho nên, bà ta có phần tâm tư muốn chữa bệnh cho Hoàng thượng cũng không quá. Chương 438, Vương gia nói phải tranh. Hoàng Thái Hậu nghĩ đến đây, đành nói, Hoàng đế quả thật không phải là quỷ diện sang, đây chỉ là tin vịt, chuyện này, ai ra sẽ xử lý, các ngươi về trước đi. Quý Thái Phi thật sự không ngờ nói đến nước này, bà còn không muốn để Tôn Phương Nhi chữa bệnh cho Hoàng đế. Hoàng đế mắc bệnh quỷ diện sang là chuyện vô cùng chính xác, chẳng lẽ bà thật sự mặc kệ sống chết của Hoàng đế cũng muốn giữ thể diện sao? Chỉ là bà đã phủ nhận, các nàng đương nhiên là không thể nói gì nữa, ít nhất cũng không phải là không có thu hoạch, có thể đánh chết nha đầu Tiểu Khuyên kia, xem như là đã đánh vào mặt Hạ Thương Mai. Quý Thái Phi vừa đi, Hoàng Thái Hậu lập tức dặn dò Tôn Công Công, người lập tức xuất cung tìm vương gia, để hắn đưa Thương Mai vào cung. Nhưng mà, vừa rồi không phải ngài nói không muốn để vương gia đưa vương phi vào sao? Lúc này tiến cung sợ là không ra được, Tôn Công Công nói. Hoàng Thái Hậu lắc đầu, không, người nhớ rõ lời lão thất nói không? Hắn nói Thương Mai có thể chữa bệnh quỷ diện sang, ai ra lúc ấy không tin, nhưng mà ngay cả Tôn Phương Nhi cũng có thể trị được, như vậy Thương Mai cũng có thể. Ngài nói là để vương phi chữa bệnh cho Hoàng thượng, Tôn Công Công đúng là ngoài ý muốn. Vốn tưởng rằng là dựa vào tâm tư của Hoàng Thái Hậu sẽ mềm lòng để Tôn Phương Nhi chữa bệnh cho Hoàng thượng, dù sao, vừa rồi bà đúng là dao động. Hoàng Thái Hậu cười lạnh, lệnh Quý Thái Phi có tâm tư gì, ai ra kỳ thật hiểu hơn bất kỳ ai, hôm nay chạy vào cung đến tiến cử tội nhân Tôn Phương Nhi này, khó đảm bảo không phải là có ý xấu đến, ai ra mặc dù hồ đồ, nhưng mà, nếu đều chữa bệnh cho Hoàng đế, người cảm thấy ai ra sẽ chọn Thương Mai hay lựa chọn Tôn Phương Nhi. Tôn Công Công nở nụ cười. Hóa ra vừa rồi Hoàng Thái Hậu là cố ý diễn trò cho Quý Thái Phi xem. Cũng không phải diễn trò, ai ra chỉ là muốn nghe xem các nàng nói thế nào, mà đối với bệnh quỷ diện sang này, ai ra không hiểu nhiều, hỏi Tôn Phương Nhi phương pháp trị liệu, cũng có thể cho Thương Mai tham khảo. Vậy, chuyện này ngài tin thật sự là do Vương Phi truyền đi sao? Nếu không phải, đánh chết nha đầu kia, thật oan uổng. Hoàng Thái Hậu nở nụ cười, cái lão già này, sao mà không nhìn rõ được chứ? Vương phủ này hôm nay là Quý Thái Phi làm chủ sao? Cho dù là nàng ta làm chủ, thị nữ kia là nha hoàn hồi môn của Thương Mai, còn chưa đến lượt nàng ta xử trí, ai ra vừa rồi chỉ là nói cho nàng ta xử lý, nhưng mà ai ra hạ chỉ rồi sao? Nếu không hạ chỉ, đó chính là việc nhà vương phủ bọn họ. Ừ, nói thế cũng đúng, nhưng mà, Hoàng thượng hạ chỉ muốn đánh chết Vương Phi, ngài làm sao có thể thuyết phục Hoàng thượng để cho Vương Phi chữa bệnh?
Tôn Công Công lo lắng vấn đề này. Không cần phải thuyết phục, để ngự y cho hắn dùng chút thuốc, lúc thương mai chữa bệnh, để hắn ngủ. Hoàng Thái Hậu nói. Tôn Công Công hài lòng gật đầu, bây giờ Hoàng thượng có bệnh, hồ đồ, Hoàng Thái Hậu hỗ trợ quyết định cũng là nên làm. Lúc này Tôn Công Công tự mình xuất cung tìm Mộ Dung Khanh. Mộ Dung Khanh nghe Tôn Công Công nói xong, cũng không bất ngờ, giống như là chuyện trong dự liệu của hắn, được, người về hồi bẩm mẫu hậu, bổn vương quay lại sẽ đưa vương phi vào cung. Tôn Công Công thấy Mộ Dung Khanh không chút bất ngờ, không khỏi kinh ngạc, vương gia đã sớm liệu được. Khuôn mặt băng giá của Mộ Dung Khanh lộ ra một nụ cười quỷ dị, không ngờ được, nhưng mà chuyện nên tiến triển như thế, Công Công nói có đúng không? Tôn Công Công nấc một cái, đúng là như vậy không sai. Nhưng mà, Tôn Công Công cũng không thể nói được là lạ chỗ nào, sao vương gia lại có vẻ như đã tính trước. Tôn Công Công đi rồi, Mộ Dung Khanh là tự mình vào địa lao thả thương mai ra, còn cưỡng bức cô uống một ngụm giấm, thấy cô ngửi thấy mùi chua bắt đầu ói ra, hắn cười vui vẻ. Bệnh tâm thần, thương mai chửi trong lòng. Hai người vừa đi ra, mama đã vội vã chạy đến, vương gia, vương phi, không tốt rồi. Quý Thái Phi mang Tiểu Khuyên đi rồi. Vẻ mặt thương mai cũng thay đổi, mang nàng đi làm gì? Mama nói, A Phúc nói, Hoàng Thái Hậu hạ ý chỉ, muốn loạn côn đánh chết Tiểu Khuyên, nói Tiểu Khuyên bịa đặt, còn tung tin đồn về Hoàng thượng. Thương mai vội vàng đi đến, Mộ Dung Khanh lại giữ chặt cánh tay của cô, ngươi không nên đi. Thương mai giật mình, không đi. Mộ Dung Khanh phất phất tay, gọi Nghiêm Vinh đến, lạnh lùng nói, ngươi đi mang Tiểu Khuyên về. Ai dám ngăn cản, bắt lại. Nghiêm Vinh lập tức hùng dũng ngoài vệ mà dẫn mấy tên thị vệ đến Thanh Ninh Các. Thương Mai nhìn Mộ Dung Khanh, cô ngược lại không ngờ Mộ Dung Khanh thật sự làm như vậy vì Tiểu Khuyên, từ lúc xảy ra chuyện ám sát, hắn vẫn luôn không muốn liên hệ với bên kia. Nhìn cái gì, cảm thấy bổn vương rất uy phong, Mộ Dung Khanh lạnh lùng liếc cô một cái. Thương Mai háo sắc mà nói, đúng thế, cảm thấy ngươi vô cùng uy phong. Mama lo lắng nói. Nhưng mà, trực tiếp xung đột với Quý Thái Phi, có phải không tốt lắm không? Mộ Dung Khanh nói, có cái gì không tốt, nếu như bổn vương mất hứng, một mồi lửa thiêu Thanh Ninh Các cũng được, nếu như bà ta không ở được, quay về cung mà làm Quý Thái Phi của bà ta đi. Lời này, mặc dù nghe chẳng hiếu thuận, nhưng mà không biết vì sao lại khiến cho lòng người vô cùng thoải mái. Nghiêm Vinh là người của Mộ Dung Khanh, chỉ nghe lệnh Mộ Dung Khanh, Quý Thái Phi bên kia đã chuẩn bị hành hình rồi. Nghiêm Vinh mang người vào, nói cái gì cũng không nói, mang Tiểu Khuyên đi. Quý Thái Phi giận dữ, sai người chặn lại, Nghiêm Vinh và thị vệ một đường đánh ra, lại còn tuyên bố Quý Thái Phi, đắc tội rồi, thuộc hạ phụng mệnh vương ra mang Tiểu Khuyên đi trước. Ngay cả ý chỉ của Hoàng Thái Hậu mà hắn cũng dám cãi lời. Hắn thật sự là có tiền đồ, Quý Thái Phi giận không kèm được nói. Thuộc hạ không biết nhiều như vậy, chỉ nghe lệnh làm việc. Nói xong, lại chắp tay. Giơ một tay lên mang theo Tiểu Khuyên đi. Nam Hoài Vương vẫn luôn không lên tiếng, nhìn Nghiêm Vinh mang Tiểu Khuyên đi, mới nhàn nhạt liếc nhìn Quý Thái Phi, xem ra, mẫu phi ở trong phủ này, nửa phần địa vị cũng không có. Quý Thái Phi sắc mặt tái xanh nói, mẹ con chúng ta, chỉ là ăn nhờ ở đậu, người cũng không tốt hơn ai ra bao nhiêu. Nam Hoài Vương lạnh lùng thốt lên, con trai có thể quay về phía Nam, sống cuộc sống phú quý của con, nếu như mẫu phủ muốn sống ở vương phủ nữa. Đến cuối cùng thật sự đúng là ăn nhờ ở đậu, mẫu phi nên chủ tính cẩn thận một chút. Quý Thái Phi sao không biết rõ, nhưng mà con của bà ta rời cung xuất phủ, làm mẫu phi như bà ta, dù sao cũng phải theo ra, chẳng lẽ là chết ở trong cung sao? Quý Thái Phi không nên tức giận, tức hỏng thân thể không đáng. Tôn Phương Nhi lặng yên nói, vị trí Quý Thái Phi này chỉ có một mình người, người phải cố gắng bảo trọng thân thể mình, thân thể Hoàng Thái Hậu không tốt, nếu có chuyện không hay xảy ra. Trong nội cung vị trí của người cao nhất, công việc trong hậu cung đều phải do Quý Thái Phi người đây làm chủ. Quý Thái Phi nhìn Tôn Phương Nhi, trong lòng đột nhiên rung động, lời của nàng ta, không thể nghi ngờ là một chiếc đèn soi sáng. Bà ta ở trong phủ này, không có biện pháp ở nữa, nơi này là phủ Nhiếp Chính Vương, con trai hiếu thuận, bà ta chính là đương gia của phủ này, nhưng con trai bây giờ không hiếu thuận, bà ta ngay cả quyền xử trí hạ nhân cũng không có. Tại sao bà ta phải uất ức như vậy? Người có biện pháp gì hay? Quý Thái Phi hỏi, bà ta cũng không biết, hỏi cái này ra, là càng chạy xa trên con đường tìm đường chết, thậm chí, sẽ lấy mạng của bà ta. Tôn Phương Nhi khẽ cười nói, một núi không thể chứa hai hổ, vương phủ có Hạ Thương Mai, người phải giết Hạ Thương Mai đầu tiên, nhưng mà,
giết Hạ Thương Mai, vẫn còn vị vương phi tiếp theo. Về phần hậu cung, Phương Nhi không tiện nhiều lời, Quý Thái Phi hẳn đã có tính toán trong lòng. Chương 439, vào cung chữa bệnh. Điều mà Hoàng Thái Hậu nghĩ vẫn còn quá đơn giản, lòng phòng bị của Hoàng đế rất nặng, kể từ sau khi dùng thuốc tỉnh lại, ông ta không muốn dùng thêm thuốc gì nữa, bởi vì ông ta nhìn thấy sự mềm lòng của Hoàng Thái Hậu đối với Thương Mai. Nhưng mà, Mộ Dung Khanh hiển nhiên cũng không định dùng kế sách của Hoàng Thái Hậu, hắn giày vò lâu như vậy chính là muốn Hoàng Thái Hậu đồng ý cho Thương Mai danh chính ngôn thuận đến Hy Vi Cung. Sau khi hắn đưa Thương Mai đến gặp Hoàng Thái Hậu, liền đưa Thương Mai đến Hy Vi Cung. Trên đường đi, Thương Mai hỏi hắn, trước đây không phải người nói, nếu như ta muốn đi chữa trị cho Hoàng thượng, bên đó sẽ ra quỷ kế gì sao? Bây giờ không sợ nữa rồi ư? Bọn họ sẽ ra quỷ kế, nhưng tiền đề là Tôn Phương Nhi có thể đi chữa bệnh cho Hoàng thượng, nhưng mà mẫu hậu không cho phép nàng ta vào, cái bổn vương đợi chính là mẫu hậu từ chối bọn họ. Cho nên, sau khi nàng đi vào, bổn vương sẽ lập tức hạ lệnh phong tỏa toàn diện Hy Vi Cung, không cho bất kỳ ai tiếp cận, cũng không cho phép bất kỳ cấm quân trực ban nào rời khỏi, cho dù là nghỉ ngơi, cũng phải nghỉ ngơi trong Hy Vi Cung. Hoàng thượng không đồng ý cho ta chữa bệnh cho ngài ấy, người có lòng tin có thể thuyết phục được ngài ấy không? Thương Mai không khỏi tò mò mà hỏi. Bổn vương không thể, nhưng có một người có thể. Mộ Dung Khanh tràn đầy tự tin mà nói. Ai? Nàng không đoán ra được sao? Đoán đi. Thương Mai nghĩ đến một người, Thái Hoàng Thái Hậu. Mộ Dung Khanh cười cười, Thái Hoàng Thái Hậu thì không cần thuyết phục nữa, trực tiếp hạ chỉ là được, nhưng lão tổ tông không có ở đây. Vậy thì là ai chứ? Đừng lấp la lấp lửng nữa. Thương Mai lúc này không có tâm tư đoán đi đoán lại. Mộ Dung Khanh lắc lắc đầu, không có nhẫn nại gì hết, được rồi, ta nói nàng nghe, là tiểu cô, hoàng thượng mắc nợ tiểu cô, nếu là lời của tiểu cô thì huynh ấy sẽ nghe lọt tai vài phần. Người kêu Tráng Tráng đi thuyết phục hoàng thượng, Tráng Tráng đồng ý sao? Tráng Tráng rất căm hận hoàng thượng mà. Lúc nàng đang ngồi nhà lao, bổn vương đã phái thuyết khách đi tìm tiểu cô, trước khi chúng ta vào cung, tiểu cô đã vào cung rồi. Thương Mai cười cười, thuyết khách này, là lão thái quân đúng chứ? Thông minh, Mộ Dung Khanh tán thưởng mà nói. Cho nên, Hoàng Thái Hậu luôn triệu người vào cung để nói cho rõ ràng, người đều từ chối, thực ra là đợi Tráng Tráng vào cung thuyết phục Hoàng thượng. Còn có đợi Hoàng Thái Hậu từ chối Tôn Phương Nhi. Không sai, bổn vương vốn dĩ tưởng mẫu hậu sẽ thật sự đồng ý cho Tôn Phương Nhi vào cung, cũng đã phí chút công sức để chuẩn bị, nhưng không ngờ lại trực tiếp từ chối, mẫu hậu lần này cũng mất kiên nhẫn với bọn họ rồi. Thương Mai khẽ thở dài, hay lắm, Mộ Dung, bây giờ người biết giữ bí mật rồi, không nói chuyện gì cho ta biết hết. Nàng cũng ra sức rồi, không phải là ngồi đại lao một lần sao? Coi như là khổ nhục kế, tốt xấu gì, Hoàng thượng biết nàng đã từng ngồi qua đại lao, trong lòng cũng dễ chịu một chút. Muốn đổ tội cho người khác thì luôn không thiếu chứng cứ. Rõ ràng không phải là ta tiết lộ bí mật mà, Thương Mai cảm thấy bất lực. Nàng da thô thịt dày, cái họa này cứ gánh trước đã, sẽ tới lúc gỡ xuống thôi. Mộ Dung Khanh tốt bụng mà an ủi. Trong lòng Thương Mai có một con chó sói hung dữ đang gào thét, cái sự an ủi tốt bụng này mang theo sự ác ý nồng đậm a. Tráng Tráng cùng Lễ Thân Vương vào cung, nàng ta không muốn đối mặt riêng với Hoàng thượng, cho nên đã kéo Lễ Thân Vương đi cùng. Thương Mai và Mộ Dung Khanh đều không biết Tráng Tráng làm sao mà thuyết phục được Hoàng thượng, dù sao, lúc đi đến Hy Vi Cung, liền nhìn thấy Tráng Tráng và Lễ Thân Vương từ trong điện đi ra. Tráng Tráng gật đầu với Mộ Dung Khanh, hai người vào trong đi. Sự chú ý của Thương Mai bị Lễ Thân Vương thu hút, hắn ta đội một chiếc mũ lông cáo nhưng không nhìn thấy tóc đâu, hơn nữa, trên mặt hắn có một đống mụn lớn, đứng ở bên cạnh Tráng Tráng, hiển nhiên vô cùng nổi bật. Không chỉ như vậy, hắn còn vươn tay dùng sức gãi lên người, giống như đang có một vạn con kiến quấn lấy thân vậy. Thương Mai hỏi, vương gia, ngài sao thế? Không sao chứ? Lễ Thân Vương quay đầu qua, không sao. Trên mặt ngài nổi cái gì vậy? Bệnh nghề nghiệp của Thương Mai nổi dậy, không nhịn được mà tiến lên trước xem kỹ. Nhưng Lễ Thân Vương lại lùi về sau một bước, thô bạo mà nói, đừng qua đây, đã nói là không sao rồi mà. Tráng Tráng cười, Thương Mai, đừng quan tâm hắn, con đại kim nhà hắn có giận, đêm đó hắn uống say ôm đại kim ngủ cả một đêm, bị truyền nhiễm rồi, Aman cạo chọc hết tóc của hắn. Hơn nữa trong một tháng, hắn còn không được vào phòng ngủ. Phụt! Thương Mai nhìn không được mà cười lên. Lễ Thân Vương thẹn quá hóa giận mà nói, đã kêu đừng nói khắp nơi rồi, có gì hay để nói chứ?
cũng đâu phải chuyện lớn gì. Tráng Tráng nhún nhún vai, được, không nói nữa, dù sao tất cả mọi người cũng đã biết rồi. Mộ Dung Khanh không quan tâm mấy chuyện nhảm này, chỉ hỏi Tráng Tráng, Hoàng thượng nói thế nào. Ông ta có thể bỏ qua cho Thương Mai, cũng đồng ý cho Thương Mai xem một chút, nhưng mà, ta thấy ông ta vẫn kiên định muốn cắt tay, hôm nay đã có triều thần vào cung hỏi rồi. Mộ Dung Khanh ừm một tiếng, nhìn Tráng Tráng, làm khó cho người rồi. Hắn biết Tráng Tráng không muốn gặp Hoàng thượng, nhưng mà, thuyết khách này, không phải nàng ta thì không được. Tráng Tráng lắc đầu, không sao, dù gì hắn cũng là cháu của ta. Lễ Thân Vương ồm ồm nói, còn không vào đi, lại nhảy gì nữa. Mộ Dung Khanh liền đưa Thương Mai đi vào, hơn nữa vô cùng ân cần mà giúp cô đeo hòm thuốc. Bởi vì cửa lớn đóng chặt, ánh sáng trong điện không đủ, trong không khí tràn đầy mùi thuốc nhức mũi, mùi vị này vô cùng ngoan cố, có xua cũng không đi. Ban đỏ quả thực là không tiện ra gió ra nắng, nhưng sự bảo hộ kín kẽ không lọt gió này lại có chút quá rồi. Hoàng đế ngồi dựa trên đầu giường, từ dưới cổ, đắp lên chăn gấm, nghe thấy tiếng bước chân vang lên, ông ta ngẩng đầu, nhìn Mộ Dung Khanh và Thương Mai. Trước đây khi Thương Mai đến, ông ta đang trong cơn mê ngủ, lần này, ông ta tỉnh táo, cho dù bệnh tình nghiêm trọng, nhưng Thương Mai vẫn cảm nhận được một sự uy nghiêm truyền tới, loại uy nghiêm này, mang theo sự bá khí nói không nên lời. Đây là sự bá khí của một kẻ ngồi ở trên cao mới có, khiến người ta không dám xem nhẹ. Thương Mai quỳ xuống, hạ thị tham kiến hoàng đế. Cô không có ngẩng đầu lên, nhưng có thể cảm nhận được ánh mắt sắc bén của hoàng đế đang rơi trên mặt cô, như muốn tạo thành hai cái lỗ trên người cô vậy. Đứng dậy đi, rất lâu sau, Thương Mai mới nghe thấy thanh âm trầm khàn uy nghiêm. Tạ hoàng thượng, Thương Mai đứng dậy, trong lòng có chút căng thẳng. Cô biết. Người nam nhân trước mắt này nắm giữ đại quyền sinh sát dân chúng triều thần Đại Chu, hôm nay nếu như cô có gì thất thố thì ngay cả Mộ Dung Khanh cũng sẽ không cứu được cô. Mộ Dung Khanh đi qua đó, Hoàng thượng, đã thấy khỏe hơn chút nào chưa? Hoàng đế thu tầm mắt lại, nhìn Mộ Dung Khanh, sắc mặt trở nên nhu hòa hơn một chút, nhưng dưới đáy mắt lại có chút tức giận, lão thất, đệ khiến chấm rất thất vọng. Thanh âm ông ta nhàn nhạt, nhưng lại mang theo sự không vui. Mộ Dung Khanh biết ông ta đang nói đến tin đồn bên ngoài rằng Thương Mai rêu rao bệnh tình của ông ta, liền nói, cho dù Hoàng huynh có tin hay không, nhưng Thương Mai không có bao giờ nói như vậy. Để điều tra qua rồi sao? Hoàng đế cũng không có cố chấp với vấn đề này nữa, bởi vì hồi nãy Tráng Tráng đã phân tích về tính cách của Hạ Thương Mai với ông ta qua, ông ta không phải quan tâm đến tính mạng của Hạ Thương Mai, không phải quan tâm đến việc có làm Hạ Thương Mai oan uổng hay không. Ông ta chỉ cảm thấy nếu như không phải Hạ Thương Mai nói thì phải túm được kẻ đó ra. Là Lý Hiệt Ngạo nói, hắn đã chết bất đắc kỳ tử rồi. Mộ Dung Khanh nhàn nhạt nói. Thương Mai khẽ kinh ngạc, hắn đã tra ra rồi. Nhưng sao trước đây không nói? Là hắn, hoàng đế sững sờ, có chút không tin, hắn theo chấm nhiều năm như vậy, sao có thể bán đứng chấm chứ? Lý Hiệt Ngạo là cấm quân cận thân của ông ta, đã ở cạnh ông ta từ khi ông ta vẫn còn là thái tử rồi. Chương 440, không phải quỷ diện sang. Mộ Dung Khanh nói, hắn không phải là muốn bán đứng hoàng thượng, hắn chỉ là chúng cổ độc, gọi là cổ độc nói thật, người chúng độc nếu như có niềm tin kiên định thì sẽ không thể moi móc ra được bất kỳ lời thật lòng nào, nhưng mà, hắn ta rõ ràng đã bị sao động rồi, hoàng thượng hẳn biết tại sao hắn lại sao động. Hoàng đế lãnh khốc mà nói, hắn sợ Tuấn Táng. Ai cũng đều sợ chết hết, Mộ Dung Khanh nhàn nhạt nói. Thương Mai ở bên cạnh nghe. Trong lòng rất bực bội, cái gì hắn cũng tra ra hết rồi, tại sao không nói sớm chút? Hại cô uổng công lo lắng. Hoàng đế nói, tuy hai người bảo tiểu cô đến làm thuyết khách, nhưng chấm đã có quyết định rồi, ngày mai là ngày lên triều sớm, đại thần vào cung sẽ đến Hy Vi cung tìm hiểu, cho nên, chấm quyết định, cắt tay. Mộ Dung Khanh lắc đầu, Hoàng thượng, thực ra thần đệ không cần tìm tiểu cô đến khuyên huynh, nhưng, vẫn mời tiểu cô tới. Hy vọng huynh có thể cam tâm tình nguyện để cho Thương Mai chữa trị. Hoàng đế cười lạnh, nghe ý trong lời nói của đệ, nếu như chấm không đồng ý, thì các người vẫn có thể kêu chấm không cam tâm tình nguyện mà chấp nhận chữa trị sao? Mộ Dung Khanh ngồi ở bên giường, nhíu chặt mày, phải, lão tổ tông đã đưa sợi dây sẹo cho Thương Mai. Hoàng đế có chút ngạc nhiên, quay đầu nhìn sang Thương Mai, xem ra, chấm có rất nhiều chuyện vẫn chưa biết. Hoàng huynh, Mộ Dung Khanh dở bài thân tình, cắt tay là sự lựa chọn khi bất đắc dĩ, bây giờ bá quan vẫn chưa bức vua thoái vị, sao huynh không để Thương Mai xem thử. Nàng ấy quả thực đã từng tiếp xúc qua loại bệnh này.
nàng ta đem sợi dây sẹo vào cung. Hoàng đế hỏi. Không có, Mộ Dung Khanh lắc đầu, thần đệ chỉ là hy vọng Hoàng huynh có thể tự nguyện mà chấp nhận chữa trị. Hoàng đế im lặng không nói gì, như vẫn đang suy nghĩ. Mộ Dung Khanh tiếp tục nói, nếu như nàng ấy không chắc chắn, thì huynh hắn cắt tay, không phải cũng như nhau sao? Lộ Công Công và Bao Công Công cũng lũ lượt khuyên nhủ, bảo ông ta đồng ý. Hoàng đế vốn dĩ đã có chút xao động dưới sự khuyên nhủ của Tráng Tráng rồi, bây giờ nghe thấy lời của Mộ Dung Khanh, lại cộng thêm việc hắn nói Hạ Thương Mai được lão tổ tông tín nhiệm ban cho sợi dây sẹo, đã từ từ suy nghĩ lại, dù sao, người mà lão tổ tông cũng đã yên tâm dựa vào, thì ông ta có gì mà không tin được. Cuối cùng, ông ta thở ra một hơi, được, nếu đã như vậy thì chấm cho các người một đêm. Nếu như trước sáng mai nàng ta không nghĩ ra được cách chữa trị thì cứ làm theo ý lúc đầu của chấm. Thương Mai nghe thấy lời này liền thở phào một hơi, nhìn sang Mộ Dung Khanh, Mộ Dung Khanh cũng nhìn cô, ánh mắt khích lệ. Thương Mai cầm lấy hòm thuốc tiến lên trước, nửa quỳ ở trên mặt đất bắt mạch. Cô cần phải biết bây giờ bệnh tình đã đến mức nào rồi, ký sinh thai trên cánh tay phải bỏ đi trong thời gian ngắn, chỉ có thể làm phẫu thuật cắt bỏ, loại phẫu thuật ký sinh thai ở cánh tay này không có khó lắm. Sau khi cô trần mạch, lại dùng kim để thăm dò các huyệt đạo, tình trạng bệnh của ông ta rất nghiêm trọng, nhưng không biết các ngự y đã cho ông ta uống thuốc gì, có thể khiến ông ta tỉnh táo và sung sức như vậy. Hôm đó cô đã xem qua nhật ký chẩn đoán, biết thuốc ngự y dùng không thể khiến hoàng đế duy trì tỉnh táo và tinh thần, tình trạng này của ông ta có chút giống với việc đã tiêm cường tâm. Ngự y, hoàng thượng đã dùng thuốc gì để duy trì tỉnh táo vậy? Thương Mai hỏi ngự y đứng ở một bên. Ngự y do dự một hồi, đưa nhật ký chẩn đoán cho Thương Mai. Thương Mai lật đến trang cuối cùng, nhìn thấy là đã dùng ngũ thạch tán. Thương Mai gật đầu, trong phim cung đấu ở hiện đại, tần suất ngũ thạch tán xuất hiện không quá cao, nhưng thực ra ban đầu ngũ thạch tán xuất hiện với hình thức chữa bệnh. Nó là một loại dược tán trung y, có tác dụng thanh nhiệt bổ phổi, cường dương, tăng cường thể lực, có một chút tác dụng chữa bệnh chàm và ung nhọt, có thể nói tác dụng của thuốc không có gì nổi bật. Nhưng tác dụng phụ lại rất đáng kể, có thể làm cho người ta hưng phấn, toàn thân nóng bừng, da cơ thể sờ soảng trở nên cực kỳ nhạy cảm, nói tóm lại, phổ biến hơn ngũ thạch tán là một loại chất kích thích. Có thể uống, nhưng không thể uống nhiều, bởi vì được luyện chế từ quặng sắt, uống nhiều sẽ trúng độc. Thế nào, hoàng đế thấy cô trần một hồi rồi mà cũng không nói chuyện, ngược lại còn hỏi ông ta đã uống thuốc gì, ông ta không khỏi nhíu mày, nhìn cô với vẻ không tín nhiệm lắm. Thương Mai gấp nhật ký lại, nhìn hoàng đế nói, hoàng thượng, xin thứ cho thiếp thân nói thẳng, trên cánh tay của hoàng thượng không phải là quỷ diện sang gì đó, mà là ký sinh thai, nếu như thiếp thân không đoán sai thì từ khi hoàng thượng sinh ra đã có rồi, nhưng trước đây không rõ ràng, chỉ là theo thời gian, ký sinh thai cũng từ từ lớn lên. Hoàng đế vốn dĩ không có ý định nghe cô nói ý kiến cao siêu gì, chỉ là, khi nghe cô nói từ nhỏ đã có thì thần sắc hoàng đế liền bắt đầu trở nên chuyên chú. Ông ta không có ngắt lời Thương Mai, mà thị ý Thương Mai nói tiếp. Thấy ông ta không phủ nhận, trong lòng Thương Mai liền kiên định hơn rất nhiều, tiếp tục nói, còn về những vết đỏ trên mặt trên người chỉ là một loại bệnh khác, gọi là ban đỏ, loại bệnh này, thực ra xảy ra nhiều ở nữ hơn, loại bệnh này có tính di truyền, chính là nói, tổ tiên nhà Mộ Dung có khả năng đã có người bị bệnh này qua, loại bệnh này lợi hại ở chỗ là sẽ ăn mòn vào lục phủ ngũ tạng của cơ thể người, đặc biệt là thận. Bây giờ bệnh đã dẫn phát thành viêm thận. Đương nhiên, nguyên nhân gây ra bệnh lupus ban đỏ không chỉ do di truyền mà còn có những nguyên nhân khác như thuốc hoặc các yếu tố môi trường. Tuy nhiên, Thương Mai nghe Mộ Dung Khanh nói về Minh Đế Tiền Triều, cô cảm thấy có khi nào nhà Mộ Dung trước đây cũng có người từng mắc bệnh này, nếu không, tại sao chàng lại thu thập tư liệu về bệnh của Minh Đế ở trong phủ? Hơn nữa, khả năng do thuốc và yếu tố môi trường cũng tương đối nhỏ, cho nên mặc dù độc đó ẩn. Nhưng cô cũng không đưa ra suy đoán này mà không có căn cứ. Thấy Mộ Dung Khanh và Hoàng đế đều không nói gì, Thương Mai biết mình đã đoán đúng rồi. Nhưng ngự y lại ngạc nhiên mà nói, ý của Vương Phi là quỷ diện. Ký sinh thai trên cánh tay và vết ban đỏ trên mặt không phải cùng một loại bệnh ư. Thương Mai gật đầu, không sai, cái được gọi là quỷ diện sang, cũng có người gọi là nhân diện sang, thực ra cũng là một loại của ký sinh thai. Thương Mai suy nghĩ một lát. Muốn giải thích rõ về ký sinh thai, vẫn phải tốn chút thời gian, nhưng nếu như không giải thích rõ, hoàng đế không hiểu hoàn toàn thì sẽ không tin tưởng cô đâu. Cho nên cô nói, cái gọi là bào ký sinh thai thực ra có nghĩa là khi mang thai hoàng đế, hoàng thái hậu năm đó đã sinh đôi,
Tuy nhiên do bào thai còn lại phát triển kém nên dần dần bị bào thai còn lại ôm vào và ký sinh trong bào thai khỏe mạnh. Không biết Hoàng thượng có nghe nói qua, đàn ông sinh con, hoặc là bé gái sinh con không? Trên thực tế, chính là ký sinh thai phát triển trong khoang bụng của một em bé khỏe mạnh. Ký sinh thai của Hoàng đế ban đầu chỉ là một cái rất nhỏ, nhưng càng lớn lên thì ký sinh thai cũng lớn dần lên. Khi Hoàng đế bị bệnh ban đỏ, sức đề kháng giảm sút, hơn nữa uống rất nhiều thuốc sẽ khiến ký sinh thai không thể hấp thụ dinh dưỡng. Vì vậy mà chết đi, hơn nữa không biết Hoàng thượng có phải đã từng dùng dao làm bị thương ký sinh thai khiến nó nặng thêm và chảy mủ không? Đám người nghe thấy lời của Thương Mai, liền trố mắt nhìn nhau, chỉ cảm thấy kinh hãi không ngớt. Theo như lời cô nói, thì quỷ diện sang này há không phải là huynh đệ song sinh với Hoàng thượng. Vậy Hoàng thượng không phải đã nuốt huynh đệ của mình ư? Điều này thật sự còn đáng sợ hơn cả quỷ diện sang nữa à? Thương Mai biết đám người sẽ nghĩ như vậy, cho nên, cô chỉ đành lừa gạt, bản thân cái ký sinh thai này ở trong cơ thể mẹ đã phát triển kém, còi cọc, không thể một mình trở thành cá thể, hắn muốn nuốt chửng Hoàng đế, nhưng không ngờ Hoàng đế lại mạnh mẽ mà nuốt ngược hắn ở trong cơ thể mẹ, có thể thấy Hoàng thương cũng đã từng trải qua một trận chiến khốc liệt trước khi đến với nhân gian. Lúc Thương Mai nói lời này, trong lòng thẹn vô cùng, tuy người ở đây đều không hiểu về khoa học, nhưng cô nói ra những lời này. Bản thân vẫn cảm thấy hổ thẹn, cảm thấy có lỗi với khoa học, có lỗi với y học. Đặc biệt là Hoàng đế, là người không thể chấp nhận cái cách nói huynh đệ tương tàn mà mình nói này nhất, cho nên cần phải là ký sinh thai ra tay với ông ta trước, rồi ông ta mới tiến hành nuốt ngược lại, mới hợp với cảm xúc của Hoàng đế. Chương 441, vào trăm bệnh. Thấy mọi người như đều đã hiểu rồi, Thương Mai liền hỏi ngự y, các người trước đây chẩn đoán Hoàng thượng bị quỷ diện sang. Là bởi vì ký sinh thai trên cánh tay người hay là vì vết đỏ trên mặt và trên người? Ngự y ấp úng cả một hồi, rồi nói, đương nhiên là vì quỷ diện. Ký sinh thai trên cánh tay, chỉ là đã tham khảo qua bệnh án trước đây, phát hiện quỷ diện sang cũng có ban đỏ, nên cho rằng là một loại bệnh. Thương Mai lắc đầu, ta rất khẳng định mà nói, đây nhất định không phải là cùng một loại bệnh, nếu như bản thân ký sinh thai không phát triển thì sẽ không hại đến thân thể. Đương nhiên, nếu là ký sinh thai trong cơ thể thì khác. Còn bệnh ban đỏ thì càng khó điều trị hơn, quá trình điều trị cũng tương đối lâu, bệnh tình của Hoàng thượng lại bị kéo dài đến nghiêm trọng hơn rồi, ta chỉ có thể kìm hãm sự phát triển của bệnh chứ không thể chữa khỏi được. Có thể chữa khỏi ban đỏ không? Hoàng đế hỏi. Thương Mai nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ có thể giảm nhẹ, không thể chữa khỏi, nhưng nếu như Hoàng thượng sợ bị người ta nhìn ra thì thiếp thân cũng có cách. Cách gì? Đôi con người Hoàng đế chợt sáng lên. Thương Mai mở miệng, dịch dung. Hoàng đế vốn tưởng rằng cô sẽ nói ra cách gì hay, không ngờ lại nói dịch dung, ông ta lạnh lùng nói, dịch dung rồi sẽ còn nhận ra trẫm sao. Nếu như không phải là dung mạo của trẫm thì ai sẽ tin là trẫm nữa. Thương Mai lắc đầu, dịch dung này không phải là thay đầu đổi mặt, mà là đắp lên mặt Hoàng thượng một loại da chế tạo thủ công, có thể làm được rất mỏng, có thể che đi vết ban đỏ mà khiến dung mạo của Hoàng thượng không thay đổi. Người có thể làm được da mặt giống với chấm sao? Hoàng đế có chút không tin. Thương Mai nói, được, cũng không tốn thời gian gì, nhưng mà cái da mặt này không thể đeo lâu, một ngày cũng không thể vượt quá 2 canh giờ, bởi vì tính năng lọt gió của da mặt kém, đeo lâu thì sẽ hại đến làn da trên mặt Hoàng thượng, cũng sẽ làm ban đỏ trên mặt thêm nặng hơn. Làm cái mặt nạ này cần bao lâu? Hoàng đế hỏi. 12 canh giờ. Mộ Dung Khanh nhìn Thương Mai, khẽ nhíu mày lại. Trước đây không nghe cô nói là biết chế tạo ra người giả qua, cô hứa dễ dàng như vậy, nếu như làm không được thì chỉ e. Vậy ký sinh thai trên cánh tay chấm thì loại bỏ thế nào? Ngày mai chắc chắn có một đám người vào cung hỏi thăm bệnh tình của chấm. Thanh âm Hoàng đế mỉa mai chào phúng, cái được gọi là hỏi thăm, chẳng qua là muốn xem thử có phải ông ta đã mọc quỷ diện sang, có phải là sự trừng phạt nguyền rủa của trời cao hay không mà thôi. Thương Mai nói, cắt đi, đắp lên lớp da thủ công. Tạm thời có thể che được, nhưng bởi vì có vết thương, cho nên chỉ có thể đắp khoảng nửa canh giờ thôi. Cắt bỏ, Hoàng đế nghi hoặc mà nhìn Thương Mai, cô nói như rất đơn giản, nhưng thật sự là đơn giản như vậy ư. Thương Mai đứng dậy, nói, Hoàng thượng nói cho thiếp thân thời gian một đêm, nếu như Hoàng thượng cho phép chữa trị thì bây giờ phải ra tay cắt đi ký sinh thai. Hoàng đế im lặng một hồi, sau đó nói, các người đều ra ngoài hết đi, trẫm và vương gia nói mấy câu đã. Thương Mai biết ông ta không tin mình, nhưng ông ta hẳn sẽ tin Mộ Dung Khanh. Cô đưa một ánh mắt an tâm cho Mộ Dung Khanh, Mộ Dung Khanh hiểu ý, gật gật đầu.
Tráng Tráng vẫn chưa rời đi, cùng với Lễ Thân Vương đợi ở bên ngoài điện. Thấy Thương Mai ra ngoài, Tráng Tráng ngẩng đầu hỏi, hắn đồng ý chưa? Thương Mai trả lời, không biết, nói là muốn nói chuyện với Lão Thất. Con người hắn luôn rất cẩn thận. Tráng Tráng khẽ thở dài, trong lòng xen kẽ những cảm xúc phức tạp. Một lúc sau, nàng ta ngẩng đầu hỏi Thương Mai, bên Tiêu Kiêu đã có tin tức vẽ chưa? Thương Mai lắc đầu, chưa. Tráng Tráng ừm một tiếng, không có tin tức thì chính là tin tốt, nếu như thật sự không được thì sẽ về thông báo. Thương Mai an ủi, ta nghe nói y thuật của lão vương gia này rất cao, Tiêu Kiêu trải qua sự chữa trị của ông ta nhất định sẽ không sao đâu, trước đây Hạ Lâm cũng đã chết rồi, còn không phải vẫn được ông ta cứu về đó sao? Tráng Tráng gật đầu, không nói chuyện. Một lúc sau, Lộ Công Công ra ngoài truyền Thương Mai vào trong. Người của Hy Vi Cung bắt đầu trở bên bận rộn, nói là Thương Mai đã cho một phương thuốc, phải mua da heo, còn có vài loại dược liệu, cũng không biết là dùng để làm gì. Ngày mai là ngày chiều sớm, nhưng Mộ Dung Khanh hạ lệnh, chiều sáng đổi thành ngày mốt, bảo nội giám trong cung đến các phủ thông báo, ngày mai không cần vào cung nghị chính. Sau khi tin tức truyền ra, bên Quý Thái Phi kiềm chế được, nhưng bên Thái Tử đã không kiềm chế được nữa. Hắn đã nhận được tin tức, nói Thương Mai qua đêm ở Hy Vi Cung, hắn biết Hạ Thương Mai biết y thuật, còn rất là cao minh, cô ở Hy Vi Cung, có khi nào xuất hiện biến số gì không? Hắn nhất định phải công khai bệnh tình của Phụ Hoàng, bây giờ dân gian chỉ là suy đoán, không ai được tận mắt nhìn thấy, nếu như để hắn tận mắt nhìn thấy rồi nói với quần thần thì tình hình sẽ khác. Nghĩ đến đây, hắn không màng đến lệnh cấm túc, mà đi tìm Lương Tần, nói cùng đi diện thánh, thỉnh an Phụ Hoàng. Sau khi Lương Tần bị giáng vị từ Hoàng hậu xuống thì đã biết cần phải dựa vào con trai đăng cơ mới có thể quay lại hậu vị, cái gọi là phu thê tình thâm cũng không quan trọng bằng vị phần. Cho nên, bà ta cùng Thái tử đến Hy Vi Cung, nói muốn cầu kiến Hoàng thượng. Tráng Tráng và Lễ Thân Vương ở bên ngoài ngăn cản, không cho bọn họ vào. Thái tử rêu rao nói là quan tâm bệnh tình của Phụ Hoàng, nhất định phải xông vào trong thăm viếng, Lễ Thân Vương tức giận, liền hung hăng cho hắn một bạt tay. Lương Tần lạnh lùng nói, Lễ Thân Vương, người tuy là trưởng bối, nhưng cũng không thể vô lễ như vậy, Thái tử quan tâm phụ thân, là chuyện bình thường, người ngăn chặn Thái tử vào gặp Hoàng thượng, là có ý gì? Lễ Thân Vương hừ một tiếng, Hoàng thượng từ lâu đã hạ chỉ, không cho phép bất kỳ ai thăm. Vậy tại sao Hạ Thương Mai có thể vào? Thái tử ôm lấy mặt, nhìn Lễ Thân Vương với vẻ thù địch, hắn đã hận đám thân vương này rồi, nếu như hắn đăng cơ, chuyện đầu tiên sẽ làm chính là chém đầu toàn bộ bọn họ. Đó là do Hoàng thượng truyền. Nói bậy, nếu như Phụ Hoàng tỉnh rồi, thì người muốn gặp đương nhiên phải là bổn cung, từ khi nào lại đến lượt ả ta? Thái tử tức giận nói. Tráng Tráng nhíu mày, Lương Tần, Thái tử không hiểu chuyện, người cũng không hiểu chuyện sao? Trong lòng Lương Tần thực ra có chút sợ hãi, nhưng nghĩ đến bây giờ mình đã như vậy rồi, có tệ thì cũng có thể tệ hơn chút nào nữa chứ. Bà ta đứng thẳng người, lạnh lùng nói, Thái tử muốn gặp Hoàng thượng, ai cũng không được ngăn cản, Lễ Thân Vương là người hiểu quy củ nhất, đã từng nghe nói qua quy củ không cho con trai gặp phụ thân chưa? Đã từng nghe qua quy tắc không cho con trai hiếu thuận với phụ thân chưa? Lễ Thân Vương nhất thời nghẹn lời, không cách nào phản biện. Tráng Tráng bực bội mà nói, các người rốt cuộc là muốn làm loạn gì đây? Đã nói là Hoàng thượng có chỉ rồi, ai cũng không gặp. Ai cũng không gặp mà lại gặp Hạ Thương Mai. Cũng gặp công chúa, bổn cung hoài nghi các người mưu hại hoàng thượng. Lương Tần thổi phồng lên. Tráng Tráng đang muốn tức giận sai người đuổi bọn họ đi thì nhìn thấy có một người đi ra từ trong điện. Chính là Mộ Dung Khanh, hắn ngừng bước trước hiên, nhìn chăm chăm vào thái tử với sắc mặt trầm lạnh. Thái tử trước giờ sợ hắn, bây giờ nhìn thấy mặt mày hắn âm trầm, không khỏi mất đi một nửa uy phong, nhưng nghĩ đến nếu như công khai bệnh tình của phụ hoàng, thì tên nhiếp chính vương như hắn cũng xong đời. Nên cũng đứng thẳng lưng lên như Lương Tần, giả vờ ra vẻ, Hoàng thúc. Thúc không có quyền ngăn cản bổn cung đi gặp Phụ Hoàng. Mộ Dung Khanh cười lạnh một cái, ai ngăn cản ngươi? Hoàng thượng tuy giận các người đến quấy rầy, nhưng nếu như các người kiên trì muốn vào thì vào đi. Nói xong, liền quay người đi vào trong. Lương Tần và Thái tử đổi mắt nhìn nhau một cái, ngược lại có chút không dám nhúc nhích nữa. Nếu như thật sự có chút gì thì Hoàng thượng sẽ cho phép bọn họ vào ư. Nhưng chuyện đến lúc này rồi, cũng đã đến Hy Vi Cung rồi, nếu như không vào thì há không phải phí công rồi sao? Hơn nữa, con người Mộ Dung Khanh này chỉ giỏi đánh tâm lý thôi, hắn cố ý nói cho phép bọn họ vào,
thực ra chỉ là phô trương thanh thế thôi. Thái tử nghiến răng, nói, đi, vào trong chăm bệnh. Chương 442, đều muốn gặp hoàng thượng. Hoàng đế vẫn chưa bắt đầu làm phẫu thuật không quá phức tạp, thương mai không gấp, chỉ làm mặt nạ trước rồi nói. Khi thái tử và Lương Tần đi vào, thương mai đang ngồi xuống bên giường, tay áo hoàng đế vén lên, lộ ra một cái mặt người nhỏ, làm thái tử và Lương Tần đều sợ đến sắc mặt trắng bệch. Hoàng đế híp đôi mắt lại, che đi sự cuồng bạo trong đáy mắt, nhẹ nhàng thốt ra một câu từ đôi môi chóc ra của mình, hoàng nhi ngoan và hoàng hậu tốt của trầm đã đến rồi. Lời này, nhẹ nhàng vô cùng, nhưng nghe vào tai của thái tử và Lương Tần lại như sấm rền bên tai. Lương Tần kéo thái tử quỳ xuống, cơ thể không tự chủ được mà run rẩy, thần thiếp thương nhớ hoàng thượng, sợ có người có ý đồ bất chính với hoàng thượng, cho nên liều chết đến diện kiến. Hoàng đế cười, nụ cười chậm rãi cong lên từ nơi khóe môi, vết ban đỏ trên mặt gần như trở thành màu đỏ thẫm, nếp nhăn nơi khóe mắt gom lại, rất đáng sợ, tốt. Thái tử quỳ bò tiến lên trước, nhưng cũng không dám tiến quá gần, khóc mà nói, phụ hoàng, nhi thần nhớ người, người vẫn khỏe chứ. Trầm sắp chết rồi, hoàng đế khẽ thở dài, nhắm mắt lại. Thái tử quay đầu lại trao đổi một ánh mắt với Lương Tần. Phụ hoàng nói ông ta sắp chết rồi, đó không phải có nghĩa hắn ta sắp được đăng cơ rồi sao? Thái tử lại bò lên trước một bước, khóc lóc nói, phụ hoàng, người có lời gì muốn nói, nhi thần ở đây xin nghe. Hoàng đế đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt không che đi sự sắc bén cuồng nộ kia nữa, là muốn chấm để lại di ngôn, cho ngươi đăng cơ đúng không? Thái tử sững sờ, vội vàng khấu đầu, nhi thần không có ý này, phụ hoàng sẽ không có chuyện gì đâu, phụ hoàng là chân long thiên tử, thiên tuế, không, không, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Thương Mai nghe thấy lời của thái tử, trong lòng thở dài, thật không hiểu, hoàng đế năm đó đang lúc hưng thịnh, tại sao lại lập thái tử sớm như vậy? Nhưng mà, nghĩ nghĩ cũng hiểu rồi, cái quỷ diện sang của ông ta luôn có từ trước giờ, chỉ là che giấu tốt, chuyện này, hoàng thái hậu hẳn cũng biết. Đích thân hoàng hậu sinh ra cũng chỉ có Lương Vương và Mộ Dung Trịnh, đích trưởng tử vì bệnh mà không lập, chỉ có thế lập Mộ Dung Trịnh. Nhưng một tên ngu ngốc như vậy, nếu như thái phó và hoàng hậu mấy năm nay không bảo vệ thì chỉ e đã chết từ sớm rồi. Chỉ là, hoàng hậu cũng ngu ngốc, từ khi bị giáng làm tần thì IQ và EQ của bà ta cũng hạ xuống dữ dội, hôm nay bà ta không nên cùng thái tử đến, nếu như hoàng đế thật sự có bất trắc gì thì thái tử sẽ thuận lợi đăng cơ thôi, bà ta gấp gáp gì chứ? Chắc chắn là thấy cô và Mộ Dung Khanh vào cung, sợ bọn họ có bí mật âm mưu gì đây mà. Cô cũng nghe thấy tiếng thở dài bất lực nhỏ nhẹ không dễ thấy của hoàng đế. Mộ Dung Khanh ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường, vẫn lạnh nhạt như trước giờ. Hoàng đế nhìn thái tử, ngươi qua đây. Thái tử run rẩy đứng dậy, chần chừ một hồi rồi chậm rãi đi qua đó, khom người, cũng không dám đi tới quá gần, ngừng lại ở đằng sau Thương Mai, sắc mặt vừa kinh hoàng vừa ngỡ ngàng. Thương Mai đứng dậy lui ra, để cho cha con bọn họ nói chuyện. Biết Trầm bị bệnh gì không? Hoàng đế hỏi. Thái tử gật đầu, lại đột nhiên lắc đầu, kinh sợ mà né ánh mắt đi, không dám nhìn cái mặt người nhỏ trên vai ông ta. Không biết, hoàng đế cười lạnh, bên ngoài không phải đang lan truyền, nói Trầm bị quỷ diện sang sao. Thái tử không dám lên tiếng, dưới ánh mắt bức ép của hoàng đế, hắn ta rõ ràng rất lúng túng. Ngươi nói xem. Trầm có phải bị quỷ diện sang không? Hoàng đế hỏi. Thái tử theo bản năng lắc đầu, không phải. Vậy Trầm bị bệnh gì? Hoàng đế lại hỏi. Thái tử ấp a ấp úng nói, nhi thần không biết, có lẽ là phong hàn. Ngươi làm loạn ở Hy Vi cung như vậy, bá quan chắc chắn cũng biết ngươi đã gặp qua Trầm rồi, sau khi ngươi ra ngoài sẽ nói với bọn họ thế nào? Nói Trầm bị phong hàn sao? Lương Tần khom người nói, hoàng thượng bị bệnh lao, đã gần khỏi. Trên mặt hoàng đế hiện lên nụ cười cổ quái, nhìn Lương Tần tốt, là bệnh lao, các người ra ngoài đi. Lương Tần và thái tử như được ban lệnh ân xá, vội vàng khấu đầu rời đi. Lần này, cửa điện đóng lại, Mộ Dung Khanh hạ lệnh, bất kỳ ai cũng không được tự thiện xông vào, cho dù là một con ruồi cũng không được vào. Thương Mai chuẩn bị phẫu thuật, phong huyệt làm tê, dụng cụ phẫu thuật chỉ là một con dao nhỏ hình lá liễu rất mỏng, sắc bén vô cùng, lấp lánh ánh sáng lạnh ở dưới ánh đèn. Trong cung, tất cả như ngừng lại, tất cả mọi người đều để ý sự thay đổi của Hy Vi cung, Nghi Phi và Mai Phi khống chế lòng thương nhớ muốn đến thăm viếng của đám hậu phi, Hoàng Thái Hậu quỳ ở trước Phật, rất lâu cũng chưa dậy. Lương Tần và Thái Tử Nhân lúc trời tối xuất cung,
đi thẳng đến phủ thái phó. Trên thế giới này, không có kẻ địch mãi mãi, trong phủ thái phó, thái tử nhìn thấy Nam Hoài Vương và Quý Thái Phi. Sau này ai đăng cơ đều là ẩn số, nhưng, bất kể là ai, thì người trên vị trí cao đó đều phải bị loại bỏ đi, hoàng đế chết hoặc là thoái vị, vị trí nhiếp chính vương của Mộ Dung Khanh sẽ phải nhường lại, vì vậy, tân đế đăng cơ, hơn nữa đã thành niên, không cần nhiếp chính vương phò trợ. Mục tiêu nếu đã nhất trí, thì hợp tác có làm sao? Mộ Dung Khanh là kẻ địch mạnh nhất, bắt tay trừ khử mới có đường ra. Lần này, hai đảng kết hợp, vây cánh của hai đảng trong triều đều xuất hiện trong phủ thái phó, ở đây, gần như là trọng thần nửa vách của Đại Chu. Thái tử đứng ra, trong lòng vẫn còn sợ hãi mà nói, không sai, bốn cung và mẫu hậu chính mắt nhìn thấy, cánh tay của phụ hoàng mọc quỷ diện sang, hơn nữa, trên mặt có rất nhiều vết ban đỏ, giống như Minh Đế năm đó, là quỷ diện sang. Bổn cung cũng nhìn thấy, Lương Tần trầm giọng nói. Lời của hai người, giống như là bom, nổ âm trong đám người. Cả hiện trường im lặng như tờ. Sau đó, bắt đầu nghị luận riêng khẩn cấp. Trên nóc nhà của thái phó, có một nam tử áo đen đang im lặng nằm, ánh sáng trắng chảy trên gương mặt anh tú của hắn, trên mặt hắn toàn là thần sắc mỉa mai. Không biết Hoàng Huynh nhìn thấy cảnh này, nghe thấy lời bàn tán của bọn họ thì trong lòng sẽ có cảm giác gì đây? Mấy năm nay cần mẫn cai quản, đối với bá tánh mà nói là điều tốt, nhưng đối với một số triều thần nào đó mà nói thì chính là quá nghiêm khắc, khi một vị quan không muốn làm chủ cho nhân dân thì thà về quê trồng khoai, vẫn là tên tiểu tiện nhân Hồ Hạnh Nhi đó nói đúng, con người đều là vì lợi ích mà sinh tồn. Dạ Vương nghe vậy, cơ thể nhảy lên trên không, như sứ giả bóng đêm, biến mất một cách lặng lẽ. Cho dù ngày lên triều đã thay đổi, nhưng một đám thần tử vẫn xông vào cửa cung, muốn cầu xin vào gặp Hoàng thượng. Mộ Dung Khanh phái kỵ binh đến canh giữ, nhưng ngặt nỗi đám quần thần dữ dội, nói bên ngoài tin đồn đang lan truyền dữ dội, cần Hoàng thượng ra mặt, để chính tai nghe. Ngôn tình sắc, đại công chúa Mộ Dung Tráng Tráng cũng ra mặt ngăn cản, một đám thần tử lòng dạ khó lường giống như là một đám phần tử bán hàng đa cấp, làm gì quan tâm đến uy nghi của công chúa gì nữa. Thái phó và Nam Hoài Vương thậm chí điều động binh mã đến, sắp xông được vào trong cung rồi. Mộ Dung Tráng Tráng không ngờ sự việc lại mất khống chế như vậy, ngay cả nàng ta cũng không cách nào ngăn cản, chỉ có thể từng bước lùi về sau, ra lệnh kêu người đi thông báo cho Mộ Dung Khanh. Mộ Dung Khanh phái Nghiêm Vinh xuất cung, Nghiêm Vinh thúc ngựa mà đi. Thái tử vẫn đang hùng hổ ép người, ép buộc Tráng Tráng, công chúa, bây giờ bá tánh nghe thấy phụ hoàng bị quỷ diện sang, lòng người hoang mang. Chỉ nói là trên trời trừng phạt phụ hoàng vô đạo, nếu như phụ hoàng không ra mặt làm bình ổn lại thì chỉ e thời gian kéo dài, lòng dân thay đổi, không thể cứu vãn được nữa. Tráng Tráng tức giận quát, Mộ Dung Trịnh, người còn biết kêu một tiếng phụ hoàng nữa sao? Bây giờ hắn bệnh nặng, làm sao mà ra mặt dẹp loạn? Còn về tin đồn bên ngoài kia, người cũng biết là tin nhảm, người thân là thái tử, không biết làm sao để chia sẻ lo toan với phụ vương ngươi, làm sao để bình định loạn dân. Mà lại cùng với một đám loạn thần tặc tử làm loạn, vị trí thái tử này của ngươi chỉ e là không cần nữa rồi. Thái phó lạnh lùng nói, công chúa, hậu cung không can chính, nếu như hôm nay công chúa ngăn cản quần thần thì chắc chắn sẽ khơi dậy sự oán trách của người của trời. Bọn ta chỉ muốn chứng thực chuyện này, nếu như hoàng thượng thật sự bị quỷ diện sang thì là họa của đại chi ta là đại thần quan trọng, có trách nhiệm bảo vệ sự an định của đại chu. Nói hay lắm, một thanh âm uy nghiêm truyền tới, đám người nhìn qua. Chỉ thấy một người dắt theo hàng trăm thiết mã đi tới. Chương 443, ép cung. Người mặc áo giáp vàng, áo choàng đen thêu mãng xà, mái tóc bạc phơ vén lên, vẻ mặt uy nghiêm, tay cầm roi dài, cưỡi ngựa xông vào. Ở đằng sau bà ta là 12 đứa con của Trần gia, đều mặc quân phục, phía sau bọn họ là ngựa vàng ngựa sắt, giống như cổng cung điện này là chiến trường vậy. Chính là Trần Thái Quân đã dẫn quân Trần gia đến chi viện. Đừng thấy lão thái quân tuổi đã cao, nhưng ngồi trên lưng ngựa vẫn toát ra vẻ oai hùng, oai phong lẫm liệt. Bà ta thúc ngựa đi xuyên qua đám người, ngồi trên ngựa, nhìn thái phó và Nam Hoài Vương từ trên cao, cười lạnh một tiếng, lời thái phó nói có lý, thần là trọng thần trong triều đình thì phải ổn định lòng dân Đại Chu, dẹp loạn tin đồn, bổn soái đã tra rõ, tin đồn là từ miệng của thái tử và Lương Tần truyền ra, vậy xin thái phó dứt khoát xử trí thái tử và Lương Tần, an định lòng dân đi. Bà già này, bà nói bậy, bịa đặt sinh sự. Thái tử tức giận, vươn tay kéo lão thái quân, bà cút xuống đây, bổn cung đang đứng, bà dựa vào đâu mà ngồi trên lưng ngựa nói chuyện với bốn cung.
Trần Thái Quân một cước tung qua đó, há mồm mắng, lão thần hôm nay không những phải vạch trần sự vô năng ngu dốt của thái tử mà còn phải đánh tên bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa là ngươi nữa. Trưởng tử Lỗ Định Uy của Võ An Hầu đứng ra, lạnh lùng nói, lão Thái Quân, bọn ta đều kính người là nguyên lão Tam Triều, lại từng lập được chiến công vì Đại Chu, nhưng bà đừng có mong mà lấy công ra kiêu ngạo ở đây, bây giờ đã không còn là thiên hạ của nhà họ Trần các người từ lâu rồi, bà muốn tỏ ra uy phong thì về Trần phủ của các người đi, tránh mất mặt. Lão Thái Quân lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, lão thần còn tưởng là ai, hóa là tên lính đào ngũ của nhà Võ An Hầu. Lỗ Ninh Uy tức giận, âm trầm mà nói, ta không phải lính đào ngũ. Trần Thái Quân lạnh lùng nói, không phải sao, trong trận chiến Hoài Bắc ngày đó, người bị đối phương dọa đến sợ hãi bỏ chạy, cuối cùng dùng chiêu dụ địch làm cớ để lừa hoàng đế. Người đã làm cho Lỗ gia mất hết mặt mũi rồi, mà hôm nay còn dám đến làm loạn. Nếu lão thần là ngươi thì đã vội chạy về lòng mẹ ngươi để nấp rồi, để tránh xấu hổ. Lỗ Ninh Uy tức giận nói, nếu hoàng thượng đã xá miễn ta vô tội thì điều đó có thể chứng minh rằng ta không chạy trốn, ý của bà là hoàng thượng cũng ngu xuẩn, thiếu hiểu biết mà bị bọn ta lừa gạt ư. Hay là Trần gia của bà đã quyền thế ngập trời, muốn nghi ngờ sự quyết đoán của hoàng thượng. Hoàng thượng niệm tình thanh danh tổ tiên nhà họ Lỗ của ngươi, không đành lòng để uy phong của nhà họ Lỗ bại trong tay ngươi. Nếu như hoàng thượng biết hôm nay ngươi làm loạn thì chỉ e sẽ hối hận vì trước đây đã mở lòng với nhà họ Lỗ các người. Lương Tần lạnh lùng nói, Trần Thái Quân, bà đã thoái ẩn rồi, chuyện hôm nay, đừng có mà tham dự, để tránh tuổi già không được an ổn. Trần Thái Quân híp đôi mắt nhìn Lương Tần, lúc nãy Lương Tần ở trong đám người, bà ti rét không nhìn thấy. Thật không ngờ, người cũng đến tham gia, lão thần thật thất vọng đối với ngươi, đúng là không ai ngu bằng Trần Thái Quân lắc đầu, xem ra. Bọn họ đã chắc chắn hoàng thượng bị quỷ diện sang rồi, không chết thì cũng sẽ thoái lui, nên không sợ gì nữa. Hơn nữa, còn cấu kết với Nam Hoài Vương, thật đúng là không có giới hạn mà. Lương Tần mặt mày vô cảm mà nói, hoàng thượng đã bị quỷ diện sang, là bổn cung và thái tử chính mắt nhìn thấy, ai ai cũng biết, bị quỷ diện sáng chính là trời cao bất mãn, bổn cung chẳng qua là muốn lập lại trật tự, cũng là thay trời hành đạo. Lão Thái Quân ngửa mặt lên trời mà cười, lập lại trật tự, thay trời hành đạo. Bà ta thúc ngựa tiến lên trước, nhìn quanh đám quân thần, đột nhiên lạnh giọng nói, các người đều là trọng thần triều đình, được nhận hoàng ân, bây giờ lại bị tiểu nhân khiêu khích, ý đồ tạo phản, đây là đại tội phá gia diệt tộc, các người thật sự muốn vì tin đồn mà liên lụy đến tính mạng của gia tộc mình sao? Đám người nghe thấy lời của Trần Thái Quân, không khỏi đối mắt nhìn nhau, hai chữ tạo phản này, bọn họ ngàn vạn lần không gánh được. Lương Thái Phó cười lạnh, Trần Thái Quân bắn tiếng đe dọa, hoàng thượng bị quỷ diện sang, là bạo quân thi hành bạo chính, ta đợi nâng đỡ thái tử đăng cơ, thái tử cũng là người của Mộ Dung gia, Giang Sơn không đổi chủ, sao lại nói là tạo phản. Tráng Tráng cười lạnh nói, bây giờ các người khẳng định hoàng thượng bị quỷ diện sang rồi sao? Hồi nãy không phải là nói dân gian đồn đại, các người chỉ cần hoàng thượng đứng ra dẹp loạn tin đồn thôi ư. Thần là Thái Phó, nói chuyện lộn xộn bừa bãi. Có biết xấu hổ không? Thái phó âm trầm nói, công chúa, trước đó quả thực là chưa được chứng thực, những người không nghe thái tử và Lương Tần nói sao? Bọn họ chính mắt nhìn thấy, thái tử và Lương Tần, một người là con ruột của hoàng thượng, một người là người bên gối của hoàng thượng, bọn họ sẽ không nói bậy mà đúng chứ? Trần Thái Quân cười lạnh, lão thần không thích nhất là loại người như các ngươi, dám làm không dám nhận, tạo phản thì tạo phản, hà tất gì còn giả vờ ra vẻ như vậy nữa? Hoàng thượng có phải bị quỷ diện sang hay không thì khoan nói, cho dù có phải đi nữa thì không phải còn có Nhiếp Chính Vương sao? Làm gì tới lượt các ngươi ở đây nhao nhao lên vậy? Thái phó lạnh giọng nói, Thái Quân nói lời này là không đúng rồi, nếu như hoàng thượng bị quỷ diện sang thì ông ta không còn quyền lập Nhiếp Chính Vương nữa, cái này bị phủ nhận. Lão Thái Quân hất mặt lên, giọng điệu tức giận mà nói, ý ngươi là, nếu như hoàng thượng bị quỷ diện sang thì không phải là hoàng thượng nữa. Ý ngươi là vậy đúng không? Ai cho ngươi cái quyền phế hoàng đế vậy? Tên lão tiện nhân đứng núi này trông núi nọ, bán con gái để gia tộc đi lên nhà ngươi, nói lời này không sợ cả tộc bị chém đầu sao? Ngươi không sợ, nhưng lôi kéo nhiều thần tử cùng tạo phản với ngươi như vậy, hại người ta gia tộc mất mạng, tội ác cùng cực, loại như ngươi nếu như rơi vào tay của lão thần thì lão thần chắc chắn sẽ băm ngươi thành trăm mảnh. Lão Thái Quân mở miệng là nói tạo phản, mở miệng là nói toàn tộc bị chém đầu, quả thực đã làm một số người sợ hãi. Quả thực, cho dù hoàng thượng có bị quỷ diện sang thì ông ta vẫn là hoàng thượng mà. Nếu như ông ta không thoái lui,
cho dù thần chúng có ép thì ông ta vẫn không thoái, ông ta nắm giữ đại quyền, binh quyền trong tay, trong triều còn có rất nhiều người theo ông ta. Bây giờ, nhìn thấy thái độ của Trần Gia không phải đã hiểu rồi sao? Còn có Mộ Dung Khanh, đây đều là những người nắm binh quyền trong tay. Lương Thái Phó vô cùng tức giận với những lời nói khó nghe của bà ta, lão thái quân tự trọng, đừng có nói toàn lời dơ bẩn như vậy, bổn cung không cần nói nhiều với bà nữa, nếu bà còn không lui ra thì chính là trái với đạo trời, sau này thái tử đăng cơ, thì nhà họ Trần của bà chính là kẻ đầu tiên gặp tai ương. Trần Thái Quân ha hả cười to, nếu như thái tử đăng cơ, nhà họ Trần ta sẽ khởi binh tạo phản đầu tiên, thái tử vô năng, ngu muội, bị thái phó ngươi nắm trong tay, cho dù có đăng cơ làm hoàng đế thì cũng chẳng qua chỉ là một con bù nhìn, đại quyền vẫn ở trong tay Lương gia ngươi, hoàng hậu trước đây trông cũng thông minh, không ngờ đến lúc này lại vô trí ngu ngốc như vậy, giúp ngươi đoạt đi Giang Sơn, sẽ có lúc ả ta hối hận ả ta khóc lóc thôi. Còn về Lương thái phó, nói ngươi ngu ngốc nhưng ngươi cũng có vài phần thông minh. Nói ngươi thông minh thì cũng không tới, Nam Hoài Vương người ta cùng ép vua thoái vị với ngươi, người ta có nói gì chưa? Súng bắn chim đầu đàn, suy nghĩ kỹ đi, dù có gấp gáp cũng không gấp gáp một lúc này, nếu như Hoàng thượng thật sự bị quỷ diện sang thì ngày tháng không còn nhiều nữa, ngươi ngay cả cái này cũng không đợi được ư. Thật uổng phí ngươi lên kế hoạch nhiều năm. Nam Hoài Vương nhàn nhạt nói, Trần Thái Quân đừng có hòng ly gián, bổn vương và thái phó vốn không phải cấu kết ép cung, chỉ là muốn cầu được biết chân tướng. Nếu như hoàng thượng thật sự bị quỷ diện sang, dưới tay bổn vương có người chữa trị, chỉ vậy mà thôi. Thái quân cười lạnh nhìn Lương thái phó, nghe thấy chưa? Đây mới là người thông minh, sau này dù có tính sổ cũng không tính tới đâu người ta, còn nhà họ Lương ngươi, thì đợi rước xui xẻo đi. Lương thái phó nhìn Nam Hoài Vương với vẻ phức tạp một cái, ông ta đương nhiên biết Nam Hoài Vương và Quý Thái Phi xảo quyệt, nhưng lần này ép cung, ông ta muốn nâng đỡ thái tử đăng cơ. Nam Hoài Vương đương nhiên sẽ không dốc toàn lực, bởi vì sau này hai người vẫn sẽ đối địch tranh đoạt đế vị, ông ta sẽ giữ sức mạnh, đến khi thật sự có thể ép Hoàng thượng thoái vị thì mới tung ra. Chương 444, hết bên này đến bên khác. Thái phó tại sao sẽ không chịu được nữa, ông ta thật ra vào lúc này không nên động thủ nhất. Nhưng, ông ta có thể tiếp tục đợi, bởi vì thế cục bất lợi với ông ta, tiếp tục chờ đợi, sẽ chỉ bị Mộ Dung Khanh tiếp tục xử lý thực lực của ông ta. Đến lúc đó, ông ta thật sự sẽ thua Nam Hoài Vương. Nhân lúc hiện nay người ông ta dựa vào vẫn còn, ông ta muốn hành động, ít nhất cũng phải khiến những người đó biết, thái tử mới là chính thống. Hơn nữa, thái tử và Lương Tần đều tận mắt nhìn thấy hoàng thượng mắc quỷ diện sang, bách quan khi ép vào trong cung, hoàng thượng cũng không thể không thoái vị. Cho nên, ông ta chủ động liên hệ với Nam Hoài Vương, hai bên tạm thời hòa hoãn giao chiến, đợi hoàng đế thoái vị rồi tính toán tiếp, bởi vì hoàng đế thoái vị thái tử đăng cơ cần thời gian, khoảng cách thời gian này có thể khiến hai bên tiếp tục tranh đoạt, Nam Hoài Vương nhất định sẽ đồng ý, nếu hoàng thượng không thoái vị, hai người đều không nhìn thấy hy vọng. Hơn nữa, hiện nay chắc chắn hoàng thượng mắc quy diện sang, chuyện này nếu như không nháo to, Mộ Dung Khanh sẽ từng chút nuốt trọn thế lực của bọn họ, khiến mình lớn mạnh hơn, đến lúc đó, thiên hạ chính là của Mộ Dung Khanh. Suy nghĩ đủ kiểu, ông ta không thể tiếp tục đợi, bắt buộc phải lập tức xuất kích. Nhưng, Trần Thái Quân hiện nay căn ở trước, bọn họ không thể vào, tuy cấm quân có nửa số là người của ông ta, nhưng vẫn có một nửa là người của Mộ Dung Khanh. Ông ta đưa mắt với Lỗ Đình Uy hơi gật đầu, lặng lẽ rời khỏi. Trần Thái Quân và bọn họ đối đầu được khoảng một canh giờ, liền thấy Võ An Hầu dẫn binh mã đến. Cùng lúc này, Tô Thanh cũng xuất hiện ở bên cạnh Trần Thái Quân, nói vài câu với Trần Thái Quân khẽ gật đầu. Hiện nay chính là cục diện cần sức. Võ An Hầu ngồi trên lưng ngựa, uy phong bừng bừng, không kém Trần Thái Quân. Lương Thái Phó nhìn thấy Võ An Hầu dẫn người tới, bèn giao đổi ánh mắt với Lương Tần, đều có hơi đắc ý. Thật phải nháo lên, tự nhiên không phải đối thủ của Trần Thái Quân, nhưng Trần Thái Quân phải điều động lượng lớn binh mã tốn thời gian, nước xa không cứu được lửa gần, còn binh mã của quân doanh là không thể điều động, chỉ có thể dùng thân binh của các nhà. Mà Trần gia bởi vì không quản chuyện trong triều, thân binh tuy dũng mãnh nhưng không nhiều, không bằng của Võ An Hầu. Tiểu tử, người cũng đến góp vui sao? Trần Thái Phó lại trực tiếp gọi Võ An Hầu, Võ An Hầu đã hơn 40 tuổi, lại bị gọi như thế trước mặt chúng thần, có thể thấy Lão Thái Quân một chút mặt mũi cũng không cho Võ An Hầu, thậm chí là châm lửa. Quả nhiên, Võ An Hầu vô cùng tức giận, cưỡi ngựa xông về phía Trần Thái Quân. Võ An Hầu là người phái hành động. Trước nay không nói nhiều,
hôm nay là tình thế bắt buộc phải xông vào trong cung, cho nên, ông ta quyết định giải quyết nhanh, tránh để viện binh của Trần ra đến. Như thế, vốn dĩ chỉ là cục diện đối đầu trở thành cục diện đối chiến. Một cuộc chém giết này, đến một cách quỷ dị, nhưng lại thuận theo lòng người, bởi vì, mọi người đều kìm chế đã lâu. Lão Thái Quân tuy tuổi đã cao, nhưng bản lĩnh giỏi, bà ta đích thân đối đầu với Võ An Hầu, cũng không hề yếu thế, roi dài vù vù, quất rất ghê. Có điều, người của Lão Thái Quân không có ra tay tàn nhẫn, chỉ chế ngự người của Võ An Hầu, không làm bị thương người, không nhượng bộ, ngược lại giống như đang kéo dài thời gian. Không sai, quả thật là kéo dài thời gian. Bởi vì, lại có hai đội nhân mã đến. Một đội là Tiêu Gia Quân do Tiêu Hầu Gia dẫn dắt, một đội khác là Thị Vệ Vương Phủ do An Thân Vương dẫn đầu. Ba bên đối trận một bên, Võ An Hầu ăn thiệt thòi, chỉ có thể lùi xuống. Tuy cất lực tránh thương vong, nhưng vẫn có mấy chục người mất mạng, thương thế đều không tính là nặng. Tiêu Hầu Gia dẫn nhân mã canh giữ cửa cung, trường đao giơ lên, trầm giọng nói, không có ý chỉ của Hoàng thượng hoặc Nhiếp Chính Vương, ai dám bước vào cửa cung này thì đừng trách đao của lão phu không lưu tình. Thái tử tức giận nói, ta cứ muốn vào, người còn dám chém cả ta sao? Nói rồi, liền đi về phía cửa cung. Tiêu Hầu Gia không chút do dự, đao trong tay hạ xuống, thái tử chỉ cảm thấy đỉnh đầu có gió lạnh vù vù, da đầu tê dại một trận, trên đất đã nhiêu thêm một ít tóc, bay tán loạn. Người thật to gan, vậy mà dám động đao với thái tử. Thái tử sau khi bị dọa cho toát mồ hôi lạnh, tức giận quát lên. Tiêu Hầu Gia lạnh lùng nói, lần sau rơi xuống chính là đầu của thái tử. Thái tử tức giận đến mức sắc mặt tái xanh, thật sự sợ hãi đại đao của ông ta, chỉ đành hằn học măng, người đợi đấy, ta nếu như đăng cơ, người đầu tiên chém chính là lão thất phu ngươi. Tiêu Hầu Gia cười lạnh, trên mặt một chút cũng không để tâm. An Thân Vương cưỡi ngựa tới, hơi cúi người nhìn Nam Hoài Vương, hùng hồn nói, người bây giờ trở về, còn kịp. Nam Hoài Vương chắp tay, Hoàng huynh, thần đệ chỉ là đến hỏi cho rõ, không định gây chuyện. Người muốn hỏi rõ chuyện gì? Hoàng thượng có phải mắc quỷ diện sang không? Phải, thần đệ chỉ muốn biết điểm này. An Thân Vương từ từ mỉm cười, phải thì sao? Không phải là sao? Nam Hoài Vương nói, nếu phải thì dưới trướng thần đệ có người có thể chữa trị, nếu không phải, thần đệ lập tức dẹp yên tin đồn. An Thân Vương gật đầu, vậy bản vương nói cho người biết, hoàng thượng không mắc quỷ diện sang, người có thể đi dẹp yên tin đồn rồi. Thần đệ còn chưa tận mắt nhìn thấy. Nam Hoài Vương không hề nhượng bộ. Ngươi không tin bản vương, An Thân Vương nhướng mày. Nếu không tận mắt nhìn thấy, thần đệ ai cũng không tin. An Thân Vương lạnh lùng nói, thái tử và Lương Tần nói hoàng thượng mắc quỷ diện sang, ngươi chưa tận mắt nhìn thấy, sao cũng tin. Ngươi nếu như không tin, cùng bọn họ đến đây làm gì? Thân là thân vương biên cương, bất cứ chuyện gì trong kinh đều không liên quan đến ngươi. Ngươi nếu như còn muốn ở lại trong kinh cùng với mẫu phi của ngươi nhiều hơn thì lập tức dẫn người của ngươi rời khỏi. Nam Hoài Vương mặt mày vẫn cung kính, không, lời nhị ca nói sai rồi, hoàng thượng là huynh trưởng của thần đệ, lại là quân chủ của thần đệ, huynh trưởng bị bệnh, đệ sao có thể không cứu. Thần đệ không quản chính sự, cũng không quản lương thái phó và thái tử muốn làm gì, thần đệ chỉ muốn chữa bệnh cho hoàng thượng, chỉ thế mà thôi. An Thân Vương cười lạnh, dứt khoát không nói. Dẫn nhân mã canh giữ trước cửa cung, thái độ điềm nhiên liếc nhìn đám người như hổ đói. Trong Hy Ví cung, Thương Mai ở tẩm điện, Mộ Dung Khanh và Hoàng Thái Hậu sau nhận được tin tức ngoài cùng chạy đến ngồi ở bên ngoài điện. Thị vệ không ngừng vào bẩm báo tin tức, Mộ Dung Khanh đều chỉ nghe, thỉnh thoảng đưa ra một hai mệnh lệnh, nhưng đối với đại cục đều không giúp ích được gì. Hoàng Thái Hậu khẩn trương rồi, giờ phải làm sao mới tốt đây? Vẫn không điều binh sao? Đợi lát nữ thân binh của Thái Phó và binh mã của Nam Hoài Vương đến thì quá muộn rồi. Mộ Dung Khanh khẽ mỉm cười, mẫu hậu, không cần khẩn trương, bản vương chính là muốn đợi bọn họ xuất binh. Tại sao, Hoàng Thái Hậu gấp thành loạn rồi, chúng ta cũng không biết Nam Hoài Vương lần này dẫn bao nhiêu người quay về, càng không biết Thái Phó rốt cuộc nắm bao nhiêu binh mã, một khi đánh nhau, chúng ta không thể thắng, cấm quân cũng có người của bọn họ. Mộ Dung Khanh đứng dậy kéo Hoàng Thái Hậu. Ấn bà ta vào trong ghế, an ủi, lo lắng gì chứ? Thật sự giết vào, không phải cũng có bản vương chặn trước mẫu hậu hay sao? Muốn giết cũng phải giết bản vương trước, với cả, bản vương tráng kiện, ít nhất cũng có thể chặn mấy trăm đao, bản vương chưa chết, bọn họ đã mệt chết rồi. Hoàng Thái Hậu tuy trong lòng khẩn trương nhưng lại bị hắn chọc cười, nói linh tinh, không nghiêm túc,
ai ra bây giờ đều lo chết đi được, con còn lẻo mép. Tôn Công Công cười nói, Hoàng Thái Hậu không cần lo lắng, ý của vương gia là hiện nay một đang kéo dài thời gian, hai là muốn nhìn thấy bọn họ ra tay thật không, duy chỉ có người ra tay thật, mới có thể bắt chẹt được. Cho nên, vừa rồi mới để Trần Thái Quân cố ý khai chiến với bọn họ. Chương 445, Công Tâm Kế. Hoàng Thái Hậu sao không biết muốn kéo dài thời gian chứ? Chỉ sợ bên đó ra tay thật, bên này bản thân không có sức cản được. Ngự y ra ra vào vào, bê từng chậu nước nóng đi ra, lại đi ra, có vài phân cảnh sinh con. Mộ Dung Khanh vào trong xem, kỳ sinh thai đã hoàn toàn cắt bỏ, vốn dĩ tưởng lấy nước nóng vào là muốn rửa sạch vết thương, ai ngờ vậy mà là rửa sạch vết máu trên sàn bạch ngọc. Khóe môi của hắn giật giật, Hoàng Huynh thật sự yêu sạch sẽ, bên này động dao, ngược lại có tâm tư quan tâm sàn nhà bẩn hay không? Như thế nào, còn có thể kiên trì không? Mộ Dung Khanh đi tới hỏi. Hoàng đế tuy nửa người bị phong huyệt, nhưng người vẫn tỉnh táo, hắn ta gật đầu, còn có thể kiên trì. Mộ Dung Khanh nhàn nhạt nói, không phải hỏi huynh, hỏi thê tử của ta đó, nàng ấy hôm nay mệt cả ngày rồi. Nghe con cút, hoàng đế tức giận nói, lại một thê tử thì quên mất cả ca ca, chỉ là, trong lòng có hơi may mắn không có trực tiếp hạ chỉ giết Hạ Thương Mai. Mộ Dung Khanh đưa vò rượu qua, uống một ngụm để chống đỡ. Nghe con cút, Thương Mai ngửi thấy mùi giấm, bỗng tức giận, hắn thật sự là có bệnh rồi, trước đây thì bên người luôn mang theo rượu, bây giờ lại mang giấm theo người. Mộ Dung Khanh nhún nhún vai, không cần thì thôi, bản vương tự uống. Thương Mai dùng bông thấm máu trên miệng vết thương, sau đó rắc bột thuốc, phải miệng vết thương mau chóng khô lại thì phải có bột thuốc đặc chế, nếu như vết thương không khô, rất khó đắp da giả. Hoàng đế nhìn hai người, trong lòng có hơi không biết mùi vị gì. Hàn ta luôn cho rằng, Mộ Dung Khanh và hàn ta giống nhau, đều sẽ không quá quan trọng tình cảm, vì thế hắn ta mới xem Giang Sơn tạm thời giao phó cho hắn, nhưng nhìn thấy hắn và Hạ Thương Mai chung đụng, hắn dường như thật sự động tình cảm thật rồi. Ở cửa cung, vẫn trong cục diện cứng nhắc. Tiêu Hầu gia và An Thân Vương nửa bước không nhường, Võ An Hầu đối đầu với Trần gia, ai cũng không có động thủ nữa, thỉnh thoảng đấu võ mồm. Điều này khiến Lương Tần và Thái Tử đều rất nôn nóng, không thể tiếp tục kéo dài được nữa. Lương Tần kéo Thái Phó sang một bên thương nghị, phụ thân, có phải nên phái người trực tiếp công vào không? Không, đợi trước đã, Nam Hoài Vương còn chưa ra tay, muốn động binh, hắn cũng phải động. Thái Phó nói, nhưng, cứ tiếp tục như này, phải kéo dài đến khi nào? Hơn nữa, Mộ Dung Khanh đến nay cũng chưa có xuất hiện, không biết bọn họ đang có chủ ý gì. Ngươi chắc chắn nhìn thấy trên cánh tay của Hoàng thượng có mọc quỷ diện sang chứ? Lương Thái Phó hỏi lại. Không sai, tuyệt đối chính xác, chúng ta khi đi vào, Hạ Thương Mai đang xem quỷ diện sang, trông rất dọa người. Lương Thái Phó trầm tư một lát, Hạ Thương Mai này y thuật rất thần kỳ, nàng ta liệu có thể chữa khỏi quỷ diện sang của Hoàng thượng không? Không thể nào, quỷ diện sang không có thuốc có thể chữa, hơn nữa, nếu như Hạ Thương Mai có thể chữa, tại sao không chữa từ sớm? Mộ Dung Khanh sớm biết Hoàng thượng mắc bệnh gì, hắn lại không nói cho Hạ Thương Mai sao? Lương Thái Phó bình tĩnh lại, vừa rồi có một vấn đề, luôn không ngờ, nhưng bây giờ bình tĩnh lại thì cảm thấy rất kỳ lạ, vi phụ còn có một chuyện không hiểu, Hoàng thượng nếu đã mắc quỷ diện sang, tại sao lại để các ngươi vào xem? Hơn nữa, Mộ Dung Khanh cũng ở đó, cho dù Hoàng thượng không hạ lệnh ngăn cản, hắn cũng sẽ ngăn các ngươi ra ngoài. Hoàng hậu cũng sững ra, phụ thân nghi ngờ bên trong có bẫy. Nhưng con và Trịnh Nhi đều tận mắt nhìn thấy, cảm thấy sẽ không giả. Lương Thái Phó nói, không biết, vi phụ cảm thấy chúng ta lần này xúc động rồi, có lẽ thật sự nên quan sát một lát. Nhưng đây là chuyện tuyệt đối chính xác, nếu như Hoàng thượng băng hà, Mộ Dung Khanh lại nguy tạo một bản di chỉ, hắn trực tiếp đăng cơ thì chúng ta thua rồi. Hoàng hậu khẩn trương nói. Nhưng, chuyện này thật sự không có đơn giản như thế, chúng ta liều lĩnh rồi. Lương Thái Phó nhìn thế trận này, lại cảm thấy chắc không có bẫy, nếu như có bẫy, Trần Thái Quân sẽ không đến. Mục đích Trần Thái Quân đến chính là muốn ngăn cản bọn họ vào trong. Mà bên đó, Nam Hoài Vương đang thương lượng với Tôn Phương Nhi. Có phải nên để bọn họ động thủ rồi không? Nam Hoài Vương hỏi. Tôn Phương Nhi lắc đầu, không, xem tình hình trước, không vội. Bản Vương không muốn tiếp tục đợi nữa, sau khi ép cẩu Hoàng đế thoái vị, cùng Thái Phó liên thủ giết Mộ Dung Khanh, nhân lúc chiến loạn giết Thái Tử, bản Vương có thể đăng cơ rồi. Nam Hoài Vương nôn nóng nói. Hắn ta không muốn đợi nữa,
hắn ta đã đợi rất lâu rồi, lần này đến ông trời cũng giúp hắn ta, cẩu hoàng đế đó mắc quỷ diện sang, đây là cơ hội tốt để ép hắn thoái vị. Không, vương gia, người tin ta, không thể ra tay, có điều kỳ lạ. Tôn Phương Nhi trầm giọng nói. Có gì kỳ lạ, ngươi là lo lắng chúng ta không thể giết được thái tử sao? Hay là lo lắng không bắt được Mộ Dung Khanh? Hoàn toàn không cần lo lắng, bọn họ bây giờ còn chưa điều động binh mãn, chúng ta giết vào chắc chắn chiếm tiên cơ, chúng ta tiên phục binh mã ở ngoài thành, có 30.000 người, Tiêu gia và Trần gia đều không cần sợ, người bọn họ bây giờ không nhiều. Tôn Phương Nhi nói, chính vì bọn họ đến bây giờ còn chưa điều động binh mãn mới khiến người ta thấy lạ, Mộ Dung Khanh không phải là loại người rơi vào tình thế khẩn cấp mà loạn thế trận, hắn nhất định sẽ làm tốt mọi chuẩn bị, hôm nay ép vào cung, hắn sợ là sớm đã lường trước được rồi, nếu không, Trần Thái Quân và Tiêu Hầu gia An Thân Vương sao lại đến đây? Đều là chuyện được sắp xếp trước rồi. Nhưng chúng ta luôn cho người giám sát bên quân doanh, đến nay không có nhận được tin tức điều binh số lượng lớn, hơn nữa, không có phối hợp của binh bộ, binh mã mà Mộ Dung Khanh điều động được có hạn, chúng ta cũng luôn cho người đi theo binh bộ thượng thư, hắn không có động tĩnh gì. Vậy bây giờ ngoài đợi ra thì không có gì có thể làm được hay sao? Nam Hoài Vương rất nóng lòng, một cơ hội tốt như này thật sự không thể bỏ phí. Tôn Phương Nhi bình tĩnh phân tích, hoàng đế chắc chắn mắc quỷ diện sang chuyện này không cần nghi ngờ, cấm vệ đó chúng là chân ngôn cố, hắn sẽ không nói dối, hơn nữa, Lương Tần và Thái tử đều nói tận mắt nhìn thấy, vấn đề bây giờ nằm ở tận mắt nhìn thấy đó, hoàng thượng tại muốn để bọn họ tận mắt nhìn thấy chứ? Là muốn bọn họ tuyển tin tức ra ngoài sao? Ý đồ cuối cùng là gì? Vậy ngươi nói xem tại sao? Cẩu hoàng đế nếu mắc quỷ diện sang, còn có thể bày ra kế gì? Gậy ông đập lưng ông sao? Tiên đề của gậy ông đập lưng ông bắt buộc là chứng quỷ diện sang của hắn là giả, nhưng rõ ràng không phải là giả. Tôn Phương Nhi cho dù thông minh, suy nghĩ đủ kiểu cũng không hiểu. Thế cục của Mộ Dung Khanh không nghi ngờ rất khó giải, thật thật giả giả, khiến người ta khó lòng xác định rõ. Tôn Phương Nhi đưa ra kiến nghị, vương gia, lần này chúng ta không có nắm chắc 100%, tốt nhất bàng quan đi. Bàng quan, nếu như bọn họ hành động thì sao? Chúng ta há không phải sẽ thua sao? Nam Hoài Vương không đồng ý. Không, nếu như bọn họ ép được Hoàng thượng thoái vị, chắc chắn còn phải qua ải của Mộ Dung Khanh. Mộ Dung Khanh có thể để Thái tử thuận lợi đăng cơ hay sao? Sẽ không, trước để bọn họ đánh ngươi chết ta chết, chúng ta ngồi chơi ngựa ông đắc lợi. Ngươi trước tại sao không nói? Chúng ta có thể không nhúng vào chuyện này, trực tiếp đợi bọn họ đánh một trận trước. Nam Hoài Vương tức giận nói, thịt béo đến miệng như này, gương mắt sắp bay mất. Thật sự cáu kỉnh. Đáy mắt Tôn Phương Nhi vụt qua tính toán, trước đó chúng ta chưa từng nghĩ bên trong có bẫy, cho rằng có thể trực tiếp ép vào cung, nhưng bây giờ nghĩ lại, quá nhiều sơ hở. Hơn nữa, nếu chúng ta trước không liên thủ với Lương Thái Phó cũng chưa chắc có can đảm ép vào cung, chúng ta thúc đẩy thành chuyện này, bèn thành công rút thân rồi. Cho nên, ta kiến nghị, chúng ta dừng ở đây, đến lúc đó, bất luận chúng ta rút hay tiến, Thái Phó đã không có đường lui rồi. Ông ta bắt buộc phải công vào. Chương 446, Hoàng thượng có chỉ. Mà trong Hy Vi Cung, Mộ Dung Khanh đang giải thích với Hoàng Thái Hậu nguyên nhân không động binh. Động binh, trận chiến này là không thể tránh khỏi, chiến sĩ của chúng ta nếu không phải thế tất yếu, không thể khai chiến ở trong kinh thành, bản vương án binh bất động, chính là để bọn họ có ảo giác rằng nơi này có bẫy, như vậy bọn chúng sẽ không dám tùy tiện động đậy, bản vương suy đoán, Thái Phó sẽ không chờ. Nhưng Nam Hoài Vương không dám động, hắn ta vẫn có chỗ kiêng kỵ, tổng thế lực của hắn ta không ở kinh thành, nếu như bản vương không đánh giá thấp hắn ta và người đứng bên cạnh hắn ta, có lẽ hắn ta sẽ lựa chọn bình chân như vậy. Vậy chỉ còn lại một mình Thái Phó khó chống, lão Thái Quân và người của Tiêu gia đủ để coi chừng cửa cung, chờ đến khi ra người giả của Hoàng thượng chuẩn bị cho tốt, lại xuất hiện, Thái Phó sẽ chấm dứt. Ngươi không cảm thấy làm như vậy quá mạo hiểm sao? Một khi ngươi đoán sai, bọn họ sẽ sớm tấn công vào, quỷ diện sang trên cánh tay hoàng thượng mặc dù không ở đó, nhưng trên mặt vẫn có chấm đỏ, phải biết rằng quỷ diện sang không phải chỉ nhìn vào ký sinh thai gì đó kia. Hoàng Thái Hậu lo lắng nói. Càng ở tình huống này, thì càng phải dụng tâm mà tính, không thể thời thời khắc khắc vận dụng binh lực, tính mạng tướng sĩ của chúng ta rất quý giá, chỉ có thể dùng để bảo vệ quốc gia, nếu không tất yếu, bản vương sẽ không điều binh, cho dù Thái Phó tấn công vào đến, bản vương cũng có thể ra sức bảo vệ. Mẫu hậu hãy an tâm. Chẳng lẽ ngươi còn có an bài? Hoàng Thái Hậu hỏi.
Mộ Dung Khanh khẽ cười, bản vương đã sớm an bài lão cửu ẩn nấp ở bốn phía hoàng thành. Hoàng thái hậu thở phào nhẹ nhõm, vậy là tốt rồi, lão cửu chịu ra mặt thì tốt. Tên khốn đó, dám không ra mặt sao? Mộ Dung Khanh hừ lạnh. Ngươi cũng đừng nói hắn như vậy, với tính tính của hắn, hơn nữa đã nhiều năm như vậy, lúc ngươi cần hắn, có lần nào mà hắn không đến giúp ngươi? Lần trước ngươi thành thân, không phải cũng là hắn giúp ngươi đi bắt Thương Mai? Xuyệt, xuyệt. Cuộc đối thoại của hai người đương nhiên truyền đến tai Thương Mai, người đang bận rộn như cô trong lòng có một con đại kim đang kêu gào. Bên này thần định khí nhàn, nhưng lại lộ ra thế cục khẩn trương và căng thẳng. Lương Thái Phó biết hôm nay dù rút lui hay là tấn công thì cũng không có đường lui, bởi vì, ông ta đã nói thẳng trước mặt Trần Thái Quân rằng Hoàng thượng mắc quỷ diện sang, muốn thối vị nhượng chức. Cho nên, ông ta không duy trì được sự bình thản giống như Nam Hoài Vương. Sau khi thảo luận với Lương Tần xong, ông ta cũng thảo luận với Nam Hoài Vương. Là tiến hay là lui, vương gia nói một câu đi. Thái Phó quyết đoán nói. Nam Hoài Vương được Tôn Phương Nhi chỉ điểm, đương nhiên không dám lỗ mãng, đang muốn nói chuyện thì Tôn Phương Nhi lại tiến lên phía trước nói, vương gia, tấn công đi. Nam Hoài Vương ngơ ngác một chút, nhưng lập tức khôi phục như thường, Thái Phó, chuyện cho tới bây giờ, không có đường lui, tấn công. Trong lòng Thái Phó càng thêm nặng trĩu, nói, được, chúng ta lập tức điều động binh mã, tấn công đi. Được, bản vương tự mình đi điều binh, Nam Hoài Vương nói. Lương Thái Phó nói, được, hai canh giờ sau, binh mã tập hợp ở cửa Nam, tấn công vào từ phía cửa Nam. Được, Nam Hoài Vương mang thái độ dứt khoát, sau khi nói xong liền xoay người rời đi. Nam Hoài Vương muốn rời đi, ai cũng không có ngăn cản, Trần Thái Quân liếc nhìn, vậy mà lại tự động để hắn ta thúc ngựa rời đi. Phụ thân, hắn nói thế nào? Lương Tần và Thái tử tiến lên. Lương Thái Phó cắn răng nghiến lợi nói, con rùa kia rút lui. Rút lui, Lương Tần ngơ ngác một chút, nhưng vừa rồi các người không phải đàm phán rất tốt sao? Hắn ta dường như đã đồng ý, chẳng lẽ là đi điều binh? Lương Thái Phó trầm giọng nói, hắn ra rời đi, sẽ không trở về. Thái tử cả giận nói, hắn gạt chúng ta. Hắn ta nhìn ra có bẫy. Sắc mặt Lương Thái Phó rất khó coi, ông ta hối hận hôm nay hành động thiếu suy nghĩ. Thế cục không rõ ràng, ông ta không nên động thủ. Có bẫy gì, phụ hoàng thật sự bị quỷ diện sang. Thái tử vỗ ngực cam đoan, bản cung tận mắt nhìn thấy. Võ An Hầu cũng tới trước nói, Thái Phó, chuyện cho tới bây giờ cũng không thể lui, chỉ có thể mạnh mẽ tấn công vào, nếu như tất cả mọi người tận mắt thấy hoàng thượng bị quỷ diện sang, hắn không lùi cũng phải lùi. Lương Thái Phó khẽ thở dài, nhìn Võ An Hầu, hầu ra. Lần này ngươi và ta đều đánh cược tính mạng của bản thân và gia tộc, nếu mọi chuyện thành công, ngươi và ta vinh quang lừng lẫy, nếu như thất bại, ngươi và ta đều bị chém đầu cả nhà. Võ An Hầu cười lạnh, cho dù chém đầu cả nhà, cũng còn hơn bây giờ, Hoàng thượng và Mộ Dung Khanh nhìn ta không vừa mắt, đã nhiều lần đè ép, nếu không phản, lỗ gia của ta cũng không có hy vọng. Võ An Hầu ở bên ngoài tỏ vẻ trung lập, nhưng thật ra đã sớm tự mình kết minh với Thái Phó. Hắn ta không đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần diệt trừ Trần gia và Tiêu gia, hai gia tộc này vẫn luôn đè ép lỗ gia của bọn họ, không diệt trừ được bọn họ thì không có ngày nổi danh, vậy nên điều kiện hắn ta hợp tác không phải vì muốn vinh hoa phú quý gì đó, chỉ cần diệt trừ Trần gia và Tiêu gia. Đương nhiên, diệt trừ Trần gia và Tiêu gia, lỗ gia của hắn ta sẽ là đứng lên hàng đầu. Lương Tần nói, bây giờ Nam Hoài Vương đi, khó mà đảm bảo rằng sau khi chúng ta bức Hoàng thượng thoái vị. Hắn ta sẽ lại dẫn người xuất hiện, đến lúc đó, chúng ta đối phó thế nào? Binh mã của hắn ta ở ngoài thành, cũng không nhiều, bản cung sẽ hạ lệnh đóng cửa thành trước. Thái tử nói, nhưng hạ lệnh đóng cửa thành, không có mệnh lệnh của Mộ Dung Khanh, lại không có lý do. Lương Thái Phó nhíu mày. Cái này không phải đơn giản sao? Chỉ cần nói trong cung phát hiện thích khách bỏ chạy, bản cung cũng có thể hạ lệnh đóng cửa thành khẩn cấp. Lúc này thái tử lại không hồ đồ rồi. Được, ngươi lập tức phân phó người đi làm, bản quan điều động binh mã, hai canh giờ sau, bước vào cung. Thái phó quyết đánh đến cùng nói. Muốn bước cung sẽ trải qua một trận chém giết, đây là con đường không có đường lui, hoặc là thắng, hoặc là thất bại thảm hại. Lần này thái phó hoàn toàn bị ép buộc đi lên, tất cả những chủ tính trước đó cũng không dùng tới. Thật ra có người biết chuyện, đã nhận ra rằng trong chuyện này có điều quỷ dị, đã có người bắt đầu bỏ cuộc giữa đường. Tuy nhiên, vẫn có người cho rằng lần này thái tử nhất định có thể lên ngôi,
hoàng thượng mắc quỷ diện sang, nhất định phải thoái vị. Thái phó điều động 3.000 binh mã, lại liên kết với bộ phận cấm quân, chuẩn bị bắt đầu tấn công vào. Người của Trần gia, Tiêu gia, An Thân Vương cộng lại cũng chỉ vài trăm người, muốn đối phó với trận chiến này có chút khó khăn. Trần Thái Quân đứng trên lưng ngựa, nhìn Lương Thái Phó, Thái Phó, người thật muốn tạo phản sao? Lương Thái Phó cười lạnh, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Thái Quân thích nói thế nào, thì nói thế ấy đi. Người tập hợp binh mã về đánh cửa Nam, chẳng lẽ không phải muốn bức cung tạo phản sao? Lão thân làm sao lại nói oan cho ngươi rồi? Trần Thái Quân vẫn đang nói chuyện. Hoàng thượng mắc quỷ diện sang, chính là thất đức, nhất định phải thoái vị, đây là quy định ngầm của tổ tiên, Trần Thái Quân 3 lần 4 lượt ngăn cản, mới là nghịch thiên đấy. Được, người muốn bước thoái vị, thì cứ bước qua xác lão thân đi thôi. Trần Thái Quân giơ roi lên, nghiêm nghị nói. Cùng lúc đó, Tiêu Hầu Gia và An Thân Vương cũng thúc ngựa ở phía trước, cuộc chiến hết sức căng thẳng. Lương Thái Phó giơ tay lên, nhìn chằm chằm vào Trần Thái Quân. Hai chữ tấn công, vẫn chưa nói ra miệng, liền nghe thấy có người thần tốc chạy đến, nói, hoàng thượng có chỉ. Lương Thái Phó giật mình, nhìn chằm chằm vào người đang chạy như bay đến, chính là Lộ Công Công phục vụ bên người hoàng thượng. Ông ta một đường phi nước đại, chạy đến cửa cung, giơ ý chỉ trong tay lên, hoàng thượng có chỉ, bách quan tiếp chỉ. Lương Thái Phó và Lương Tần nhìn nhau một cái, đều có chút kinh ngạc. Tuy nhiên, nếu hoàng thượng đã có chỉ, vậy thì không thể động thủ trước. Có thể ý chỉ này của ông ta là thoái vị thì sao? Chương 447, nhập hy vi cung. Thấy bách quan quỳ xuống, Lộ Công Công bắt đầu tuyên chỉ, phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, chấm từ khi bị bệnh đến nay, lòng người suy nghĩ nhiều, các phương phỏng đoán, lưu ngôn phỉ ngữ không ngừng, gần đây thậm chí nghe nói chấm tại vị không thực thi nền chính trị nhân từ, bị ông trời trừng phạt, mắc quỷ diện sang, người tung tin đồn nhảm, quả thực ghê tởm. Chấm lại nghe nói bách quan nghe được việc này nên lo lắng cho chấm, lòng chấm cảm thấy rất vui mừng, đặc biệt truyền chỉ bách quan nhập hy vi cung yết kiến. Khâm thử. Đây thật sự là vô cùng lúng túng, Lương Thái Phó muốn tấn công vào, cũng là vì chắc chắn hoàng thượng mắc quỷ diện sang, có thể khiến cho hoàng thượng thoái vị, nhưng bây giờ hoàng thượng hạ chỉ truyền đòi đi vào, vậy thì việc tấn công này sẽ không có lý. Bọn họ có thể yết kiến, nhưng binh mã làm sao có thể tiến vào. Bây giờ đi vào chính là tạo phản. Nhưng nếu ý chỉ này không phải đích thân hoàng thượng truyền, mà là cạm bẫy của Mộ Dung Khanh, vậy sau khi bọn họ đi vào, còn có thể đi ra không? Người của bọn họ đều ở ngoài cung nha. Thái tử và Lương Tần đều luống cuống, hoàng thượng có chỉ ở đây, bọn họ cũng không thể mang binh lính vào, càng không thể khai chiến với Trần Thái Quân, nếu không sẽ bị buộc tội danh bức cung thoái vị để cướp ngôi. Nhưng cứ đi vào thế này sao được? Lộ Công Công đi đến trước mặt Lương Thái Phó, mỉm cười chân thành nói, Thái Phó, hoàng thượng vốn cần tĩnh dưỡng, nhưng nghe thấy tất cả mọi người quan tâm đến bệnh tình của ngài, đặc biệt truyền chỉ mời chư vị vào cung yết kiến, tiếp chỉ đi. Thái Phó không dám nhận chỉ, một khi nhận chỉ này thì có nghĩa là có chiếu lệnh vào cung, sau này cho dù thế cục thế nào, ông ta đều đối lý, ông ta đối lý, chính là thái tử đối lý, cho dù bọn họ nhìn thấy hoàng thượng mắc quỷ diện sang, hoàng thượng cũng đồng ý thoái vị. Nhưng trước đó thái tử đã mạo phạm, bất trung bất hiếu, đăng cơ cũng danh không chính ngôn không thuận. Thái phó, có chuyện gì xảy ra vậy? Lộ Công thu liếm nụ cười, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, ngài không phải đi vào cung sao? Hoàng thượng có chỉ để mọi người đi vào, tại sao lại không tiếp chỉ vậy? Thái tử tiến lên một bước, nhận ý chỉ, nhi thần tiếp chỉ. Thái phó khẽ giật mình, điện hạ. Thái tử hạ giọng nói, ông ngoại. Bây giờ chúng ta không có thời gian suy nghĩ nhiều, ngài truyền lệnh xuống, nếu như sau một canh giờ chúng ta không có tin tức gì thì để mọi người tấn công vào. Thái phó biết trước mắt cũng chỉ có cách này, ông ta quay đầu thương lượng với tiền tướng quân vài câu, lấy hạn định là một canh giờ sau, nếu một canh giờ sau không có người đi ra thông báo thì sẽ tấn công. Lúc thái phó dẫn người vào cung, đúng lúc giờ tí. Trong cung truyền đến tiếng trông canh, từng tiếng chấn động, giống như bùa đòi mạng. Khiến trong lòng quan viên vào cung vì đó mà chấn động. Các quan viên vào cung, người của Quý Thái Phi đã rời đi, chỉ còn lại những người đi theo Lương Thái Phó. Bọn hắn đều mang theo tâm lý không thèm quan tâm, nhưng không quan thêm rõ ràng cũng không đủ triệt để, vì từ khoảnh khắc bắt đầu bước vào cửa cung, trong lòng bọn họ đều đang run rẩy. Mà trong hy vi cung, cuộc giải phẫu đã hoàn thành, da giả đang trong quá trình chế tạo, chỉ còn chờ chế tạo hoàn tất bóp thành hình dạng sấy khô là có thể dùng. Thời gian nhanh hơn so với dự tính,
khoảng giờ mão là có thể làm xong tất cả. Mà bây giờ khoảng cách giờ mão còn có 2 canh giờ, chính là 4 giờ giờ đồng hồ nữa. Hiện tại, thời gian còn lại chỉ có thể chờ. Mộ Dung Khanh sai người chuẩn bị chút đồ ăn cho Thương Mai, bận rộn mấy canh giờ, cô vừa mệt vừa đói, sau khi ra khỏi cung điện, trực tiếp buông người xuống ghế không muốn nhúc nhích nữa. Đã truyền chỉ đi ra rồi sao? Thương Mai hỏi Mộ Dung Khanh, vừa rồi cô ở bên trong điện, Lộ Công Công đã mô phỏng ý chỉ. Đã truyền, bọn họ lập tức tới đây, Mộ Dung Khanh nói. Thương Mai lúc này mới có thời gian nghĩ lại những chuyện cần thiết, mặc dù nói Quý Thái Phi biết được bệnh tình của Hoàng thượng, nhưng muốn trong khoảng thời gian làm mọi chuyện trở nên huyên náo ở trong kinh thành thì vẫn có chút khó khăn nhất định. Cô nghĩ đến một khả năng, kéo Mộ Dung Khanh ra ngoài, cô nói thật đi, bệnh tình của Hoàng thượng bị truyền ra ngoài, người có. Bản vương chỉ trợ giúp, nhưng thật sự không phải bản vương để lộ bí mật. Mộ Dung Khanh vô tội nói. Người trợ giúp, Thương Mai ngơ ngác một chút, vì sao? Mộ Dung Khanh nói, lúc mọi chuyện bị truyền đi, bản vương đã nhận được tin tức, nhưng không có cách nào để giấu giếm, vậy nên dứt khoát thổi vào trong, làm cho tất cả mọi người đều biết. Thương Mai suy nghĩ một chút, lập tức trừng to mắt, trời ơi, vậy lần này bức thoái vị, cũng là chuyện trong dự liệu của người. Vậy nên người cố ý để Thái tử và Lương Tần tiến đến, để bọn họ nhìn thấy Hoàng thương mắc quỷ diện sang. Vì cô vẫn luôn nghĩ đến chuyện bệnh tình nên không rảnh suy nghĩ những tình tiết này, bây giờ dừng lại suy nghĩ mới cảm thấy có rất nhiều khả năng. Mộ Dung Khanh có vẻ hơi thất vọng, lúc đầu bản vương chỉ muốn chụp vào lão bát, không ngờ Thái phó đã đợi không kịp, dùng sức chui vào trong, bản vương cũng không muốn chụp ông ta trước nha. Nhưng Thái tử và Lương Tần thấy được, chắc chắn Thái phó sẽ hành động. Chỉ có thể nói bản vương đánh giá Thái phó quá cao, dựa vào tình hình hiện tại của ông ta, thật ra không nên hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì ông ta có Thái tử, Hoàng thượng xảy ra chuyện gì, hắn ta đều có thể danh chính ngôn thuận đăng cơ, nhưng lão bát không như vậy, hắn danh bất chính, ngôn bất thuận, chỉ có thể dựa vào việc chiếm tiên cơ trước, vậy nên lúc đầu bản vương đoán lão bát sẽ bức vua thoái vị trước, vì tướng sĩ của hắn đã ở ngoài cung chờ lệnh, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay, lần này hắn lui. Có lẽ là do Tôn Phương Nhi ra chủ ý, dựa vào hiểu biết của bản vương với lão bát, hắn không chịu nổi kích thích, nếu không phải có người khuyên can lần này hắn sẽ xông vào trong cung. Bây giờ chụp vào thái tử, ngược lại là không ổn, bởi vì phế bỏ thái tử thì phải bắt đầu tranh đoạt vị trí thái tử, đám nương nương trong cung sẽ xuất ra tất cả vốn liếng, đến lúc đó sẽ rất đặc sắc. Thương Mai cười nhạo, nếu người đã tính trước thì ta không cần phải lo nữa, bất kể là ai cũng phải loại một người mới được. Thật ra trong lòng Thương Mai âm thầm cảm thấy may mắn vì không phải Nam Hoài Vương, hắn trúng đồng mệnh cổ, nếu như Nam Hoài Vương bị gài vào, chỉ sợ kết cục cũng chỉ có chết. Mộ Dung Khanh tỏ vẻ rất tức giận, dáng vẻ như chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, Lương Thái phó chủ tính nhiều năm, không nên bất cẩn như vậy chứ. Nếu không có cơ hội này, ông ta sẽ kiên nhẫn chờ đợi, nhưng Thái tử và Lương Tần đều tận mắt nhìn thấy, ông ta cảm thấy đây là cơ hội trời cho, sao có thể tùy tiện buông tha. Chỉ đáng tiếc cho một phen tính toán của Mộ Dung phu tử. Thương Mai nói. Hai người các ngươi ở chỗ này thì thầm cái gì vậy? Hoàng Thái Hậu bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau hai người hỏi. Thương Mai bỗng nhiên quay đầu, cười ngượng ngùng nói, không có đâu, chỉ nói chuyện phiếm một chút. Lúc này có nhã hứng nói chuyện phiếm, có thể thấy phía bên Hoàng thượng đã ổn định đúng không? Không sai biệt lắm, còn trên dưới 2 canh giờ, cơ bản có thể hoàn thành. Hoàng Thái Hậu yên tâm, vậy là tốt rồi, nhưng 2 canh giờ này cũng không dễ trì hoãn, bây giờ Thái phó đã vào cung. Mộ Dung Khanh cười lạnh, đã vào cung, thì cũng không đến lượt ông ta không đợi. Vừa nói xong thì thấy Lộ Công Công nhanh chân tiến đến, vương gia, Thái phó dẫn 23 vị quan viên đang chờ ở ngoài điện. Để bọn họ chờ đã, cứ nói Hoàng thượng muốn tắm rửa rửa mặt. Mộ Dung Khanh phân phó. Rõ, Lộ Công Công quay người ra ngoài. Mấy người Lương Thái phó chờ ở Hy Vi Cung, Lộ Công Công đi ra và nói, chư vị đại nhân chờ một chút, Hoàng thượng đang tắm rửa, lát nữa sẽ truyền triệu chư vị đại nhân yết kiến. Lộ Công Công, Lương Tần tiến lên một bước, để bản cung sẽ đi vào hầu hạ Hoàng thượng tắm rửa rửa mặt. Lộ Công Công mỉm cười, sao có thể để Lương Tần hầu hạ? Hy Vi Cung có nô tài hầu hạ đã quen, cũng hiểu được tâm ý của Hoàng thượng, Lương Tần và chư vị đại nhân ở đây chờ là được. Chương 448, trúng kế. Lương Tần nói, vậy chúng ta tiến vào trong điện chờ đi, nhiều người lớn đứng ở trong sân này dù sao cũng không tốt, thời tiết lại lạnh như vậy.
Lộ Công Công mỉm cười nói, Lương Tần, chẳng qua chỉ là chờ một lát, không sao chứ. Nếu cảm thấy mệt mỏi, nô tài sai người chuyển cái ghế ra là được. Lương Thái Phó nói với Lương Tần, chờ một chút đi, Hoàng thượng tắm rửa quen thuộc, nhiều nhất là nửa canh giờ này, chờ được. Cũng đã ở ngoài cung chờ nhiều canh giờ như vậy, còn quan tâm đến nửa canh giờ này sao? Lộ Công Công mỉm cười tiến vào, quay lại liền có nô tài xách ghế ra, lại còn chi kỷ dâng trà nóng lên. Gió lạnh mưa phùn, thổi tới táp vào mặt, tuy nói không phải ngày đông giá rét nhưng cũng rất lạnh. Và lại hôm trước vừa mưa một trận, nhiệt độ không khí giảm một chút, vừa rồi ở ngoài cung tinh thần kích động nên không cảm thấy lạnh, bây giờ ngồi xuống khí lạnh tới bức người. Thái tử có vẻ rất nôn nóng, bước chân đi qua đi lại, nhưng thái phó lại hết sức tỉnh táo bình tĩnh, sự việc đã đến mức này, kết cục đã thấy rất rõ ràng. Trong lòng ông ta tính toán hai loại khả năng, một loại, trong kế hoạch của Mộ Dung Khanh, sẽ phục sát họ trong cung, hoàng thượng chắc chắn không có khả năng gặp họ, hắn sẽ không cho người khác nhìn thấy quỷ diện sang. Loại khả năng thứ hai, sự việc thành công, lập tức tuyên bố kế vị thái tử, đại điển đăng cơ phải tiến hành nhanh một chút. Bây giờ cửa thành đóng, coi như Mộ Dung Khanh muốn điều động binh mã cũng không dễ dàng, bởi vì bên ngoài có người của ông ta canh giữ, trong cung này không ai có thể ra khỏi cửa cung. Mà bọn người Trần Thái Quân ở bên ngoài không có binh phù, không thể nào điều động tướng sĩ trong doanh trại. Phía bên binh bộ thượng thư cũng sai người giám thị nghiêm mật, một khi đi điều binh sẽ giết không tha. Nhìn trên mặt bài thì ông ta có 8 phần thắng. Thái phó, bây giờ xem ra Mộ Dung Khanh cố ý trì hoãn. Trương Ngự Sử nói. Trương Ngự Sử vốn không có lập trường, nhưng lúc mời ông ta đi bàn bạc công việc, nghe thấy Thái tử và Lương Tần nói Hoàng thượng bị quỷ diện sang, ông ta liền muốn thực hiện chức trách. Ông ta là người làm nhiệm vụ giám sát Hoàng thượng giám sát triều thần quan viên. Hoàng thượng bị quỷ diện sang chính là vì không thi hành nền chính trị nhân từ, khiến trời xanh oán giận và trừng phạt hắn. Thật ra thì hôm nay ông ta mơ hồ phát hiện có điều không hợp lý, nhưng loại người thẳng thắn chỉ nhận lý lẽ cứng nhắc này nếu như nhìn thấy Hoàng thượng thật sự bị quỷ diện sang thì ông ta sẽ vì dân chờ lệnh. Hiện tại ông ta cho rằng Mộ Dung Khanh đang trì hoãn mà không phải Hoàng thượng, vì sao Mộ Dung Khanh không cho mọi người gặp Hoàng thượng? Chính là muốn duy trì vị trí nhiếp chính vương của hắn, Hoàng thượng không thoái vị, Thái tử không thể đăng cơ, vậy hắn vẫn là nhiếp chính vương địa vị cực cao. Làm giám sát ngự sử. Ông ta cực kỳ bất mãn đối với sự bá quyền của Mộ Dung Khanh, bởi vậy lần này mới có thể bị bọn người Thái Phó lợi dụng. Lương Thái Phó nói, yên tâm chớ vội, sau một canh giờ đại quân sẽ tấn công vào đến lúc đó mặc cho Mộ Dung Khanh kia làm nhiều hơn nữa cũng đều vô dụng. Vừa rồi ông ta suy tính, cấm quân trong cung có 700 người, trong đó có 1/3 người là của ông ta, lại thêm 3.000 binh sĩ bên ngoài ủng hộ ông ta, giao đấu với bọn Trần Thái Quân thì đủ phần thắng, đánh giết vào cung. Viện trợ bên ngoài của Mộ Dung Khanh không tới được, thế cục này đã được định sẵn. Có Lương Thái Phó dẹp yên lòng người, mọi người liền kiên nhẫn chờ đợi. Lần chờ này nửa canh giờ đã đi qua nhưng nội điện vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Trương Ngự Sử hỏi cấm quân ở cửa điện, người đi vào hỏi một chút, Hoàng thượng có triệu kiến chúng ta không? Cấm quân thản nhiên nói, Hoàng thượng nếu muốn triệu kiến thì đương nhiên sẽ sai người ra truyền lời, chờ là được. Chúng ta là phụng chỉ tiến đến. Hoàng thượng chỉ là muốn tắm rửa thay quần áo, tại sao lại lâu như vậy? Trương Ngự Sử không vui hỏi, không phải vì phải chờ mà trong lòng cảm giác không vui, mà là bởi vì giọng điệu của cấm vệ quân nói với ông ta không tốt. Nghĩ ông ta là giám sát ngự sử, cho dù hoàng thượng hay là bách quan, ai mà không khách khí với ông ta 3 phần. Cấm vệ quân vô danh tiểu tốt này lại lạnh nhạt với ông ta như vậy, sao không khiến ông ta tức giận? Bây giờ hoàng thượng bị bệnh, đừng nói nửa canh giờ. Có đôi khi 2 canh giờ cũng chưa chắc được. Trương Ngự Sử một bụng đầy lửa giận, lại không phát ra được, đành phải hậm hực trở về chờ. Lần chờ đợi này lại đợi đến nửa canh giờ. Đã 1 canh giờ trôi qua kể từ khi vào cung. Lương Thái Phó ngồi trên ghế, ngón tay gõ lên tay vịn của ghế, đôi mắt sắc lạnh lẽo. Ông ta đã thông báo với tiền tướng quân, nếu như 1 canh giờ không có tin tức gì truyền ra ngoài thì lập tức tấn công vào. Ông ta đã tính toán rằng sẽ mất khoảng chừng nửa canh giờ để giải quyết binh lính của Trần Thái Quân và Tiêu Hầu gia. Nhưng lần này lại nửa canh giờ trôi qua, vẫn không nghe thấy bất kỳ âm thanh đao thương kiếm kích nào vang lên. Trong lòng Lương Thái Phó cảm thấy không ổn, chẳng lẽ mấy ngàn người mà không đối phó được vài trăm người. Đương nhiên ông ta không biết, ngay từ giây phút ông ta vào trở đi, Tiêu Hầu gia liền bắt được tiền tướng quân, bắt giặc thì bắt tướng,
nắm tiền tướng quân trong tay thì những quân sĩ khác liền không dám động đậy, vẫn luôn ở thế rằng co như cũ. Thái phó chỉ tính đến binh lực, lại không tính tới công phu xuất chúng của bọn Tiêu Hầu gia, muốn bắt một tên tướng quân là dễ như trở bàn tay. Thái phó thấy một canh giờ rưỡi lại trôi qua vẫn không có ai tiến đến, ông ta biết đã xảy ra chuyện. Sắc mặt ông ta khẽ biến, đứng lên nói, vậy nếu thân thể hoàng thượng có bệnh thì chúng ta không nên quấy rầy hoàng thượng tĩnh dưỡng, đi về trước đi, ngày khác trở lại. Thái tử khẽ giật mình, không đợi. Lương Tần cũng biết tình huống không ổn, nói, phụ hoàng ngươi thân thể khó chịu, không nên đi vào quấy nhiễu, đi thôi. Dứt lời, lại hạ giọng nói với thái tử, đi mau, không thích hợp. Thái tử có chút kinh ngạc, chuyện gì xảy ra? Đi, Lương Tần hạ thấp giọng nghiêm nghị nói. Thái tử thấy mẫu hậu nổi giận, mặc dù không cam tâm tình nguyện nhưng cũng đành phải nghe lời. Nhưng mà bọn hắn vừa mới chuyển người thì liền thấy cửa cung đã đóng trong ánh sáng mờ nhạt, hơn trăm danh cung tiễn thủ từ trên trời giáng xuống, đáp lên trên tường cung. Thái phó, đã đi vào rồi thì cũng đừng có vội vàng đi chứ. Mộ Dung Khanh cười sang sảng từ trong điện đi ra, chắp tay sau lưng. Ánh đèn lồng sáng rực chiếu rọi khuôn mặt lạnh lùng trước sau như một của hắn, chỉ là bây giờ khóe miệng lại hiện lên một nụ cười trêu tức. Lương Thái Phó chậm rãi quay người, nhìn Mộ Dung Khanh chằm chằm, chuyện cho tới bây giờ, nếu ông vẫn chưa biết mình bị thiết kế thì cũng thực sự ngu xuẩn. Mưu kế của vương gia hay? Lương Thái Phó mặt không thay đổi nói. Mưu kế, Mộ Dung Khanh cười khẽ một tiếng, cái này sao lại nói là mưu kế? Bản vương ở chỗ này hầu hạ bệnh tật. Hoàng thượng nói muốn gặp các ngươi, không phải sao, đúng lúc tắm rửa đã xong, ra thông báo cho các ngươi một tiếng, lại không nghĩ rằng các ngươi muốn đi. Người của ta ở ngoài cung đều bị ngươi khống chế rồi. Lương Thái Phó lạnh giọng hỏi. Không, Mộ Dung Khanh lắc đầu, người của ngươi vẫn còn bình yên vô sự ở bên ngoài, chỉ có điều mới có người đến thông báo, nói tiền tướng quân và Tiêu Hầu gia có chút thủ oán riêng, bây giờ đang bị Tiêu Hầu gia nắm trong tay. Hơn nữa Tôn Công Công cũng ra ngoài thông báo cho bọn hắn là Thái Phó đang cùng Hoàng thượng trò chuyện vui vẻ, lúc này không biết bọn hắn yên tâm cỡ nào đâu. Lương Thái Phó thâm trầm nói, vậy thì như thế nào? Hoàng thượng mắc quỷ diện sang, hôm nay không cho mọi người trông thấy, ngày sau kiểu gì cũng sẽ nhìn thấy, người nghĩ một tay che trời, che đậy người trong thiên hạ chỉ sợ là không thể. Mộ Dung Khanh khẽ giật mình, hơi giận nói, là ai nói với ngươi Hoàng thượng mắc quỷ diện sang? Lời đồn đại trên phố mà ngươi cũng tin tưởng sao? Bản vương thật sự là đánh giá cao Thái Phó rồi. Thái tử kêu gào nói, ngươi đừng có giả thần giả quỷ, bản cung và mẫu hậu đều tận mắt nhìn thấy, phụ hoàng chính là bị quỷ diện sang. Quả thực là Thái tử và Lương Tần có tới, nhưng hoàng thượng chỉ là bị bệnh lao, sao lại bị quỷ diện sang? Hóa ra lời đồn trong dân gian là do Thái tử lan rộng ra ngoài, nói như vậy thì đám người các ngươi tiến cung không phải là vì thăm hoàng thượng, mà là muốn tới bức thoái vị. Câu nói sau cùng của Mộ Dung Khanh mang theo băng đá vụn, đập vào mặt mỗi một người. Chương 449, nhìn thấy Hoàng đế. Thái độ của Trương Ngự Sử đối với Mộ Dung Khanh rất bất mãn, tiến lên phía trước nói, nhiếp chính vương, ngươi đừng có há miệng ngậm miệng nói hai chữ tạo phản, chúng ta vào cung không phải muốn tạo phản, một thì là đến thăm Hoàng thượng, thứ hai là muốn chứng thực Hoàng thượng không mắc quỷ diện sang. Mộ Dung Khanh liếc ông ta một cái, Trương Ngự Sử. Nghe nói ngươi còn có một tên gọi khác là Trương Đao Tử, cây đao này của ngươi rất sắc bén, nhưng mà cẩn thận bị người ta mượn đao giết người. Lương Thái Phó cười lạnh nói, Mộ Dung Khanh, ngươi cần gì phải chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Nói thẳng ra, cho tới bây giờ còn phải quanh co lòng vòng sao. Bản vương đã rất trực tiếp, chính là nói ngươi, vây cánh của ngươi đêm nay Lộ Công Công đều ghi lại, Hoàng thượng sẽ biết các ngươi có bao nhiêu lòng trung thành. Mộ Dung Khanh nói xong cũng không nói nhảm với bọn hắn nữa, quay thẳng về trong điện. Bọn người Lương Thái Phó đối mặt nhìn nhau, đi không được, ở lại cũng không xong, không biết bây giờ làm thế nào cho tốt. Đám người xông tới, Thái Phó, bây giờ làm như thế nào cho đúng? Bây giờ cửa cung bị khóa, người bên ngoài không vào được, chúng ta cũng không ra được, đây chính là thú bị vậy chặt, đấu lại được Mộ Dung Khanh sao? Trong lòng Lương Thái Phó cũng rất loạn, nhất thời cũng mất đi chủ ý. Các ngươi đều xác định Hoàng thượng bị quỷ diện sang. Ông ta hỏi lại Thái tử và Lương Tần, nhưng thật ra ông ta biết hỏi cũng không có ý nghĩa gì, chỉ là để cho mình an lòng một chút. Lương Tần và Thái tử gật đầu, không sai, chúng ta đều nhìn thấy. Bị quỷ diện sang thì hắn có thể giấu giếm bao lâu? Lương Thái Phó thật lòng không hiểu, Mộ Dung Khanh bày ra trận huyền nghi này rốt cục là muốn làm gì?
Hiện tại đã 2 canh giờ trôi qua, ông ta gần như chắc chắn hoàng đế không hội kiến bọn họ, bởi vì không thể nào che giấu quỷ diện sang, cho dù che giấu được cánh tay thì chấm đỏ trên mặt cũng có thể thấy rõ rõ ràng ràng. Nhưng đồng thời trong lòng ông ta cũng hiểu rõ, nếu như đêm nay không gặp được hoàng thượng thì sau này ai cũng không gặp được, chờ đến khi băng hà, người trong hoàng gia sẽ tự mình lo liệu việc đại tang, không có khả năng công khai, như vậy thể diện của hoàng thượng coi như là được bảo vệ. Mọi người thấy thái phó không có chủ ý gì thì đều luống cuống, trong đầu đều oán trách thái phó cấp bách tiến vào. Ngay lúc này, Lộ Công Công đi tới, nói, hoàng thượng triệu chư vị đại nhân vào tẩm điện yết kiến. Trong lòng Lương thái phó hơi kinh sợ, hoàng thượng muốn gặp bọn họ. Thái phó, mời, Lộ Công Công cố ý tiến lên một bước, khom người mời ông ta. Thái tử này là sinh vật không có não, khuôn mặt vui mừng, nói, được, nếu phụ hoàng đã triệu kiến chúng ta thì chúng ta đi vào là được. Nhiều người đi vào như vậy, phụ hoàng cũng không thể giết người diệt khẩu chứ. Những người này đều là trọng thần của triều đình. Lương thái phó nhìn thái tử vui mừng hớn hở, trong đầu càng nặng nề hơn. Chỉ có điều bây giờ cũng đành phải tiến vào. Đám người đi theo Lộ Công Công tiến vào nội điện, trong điện thắp 10 mấy cây nến to bằng cánh tay trẻ con, chiếu lên tẩm điện sáng ngời như ban ngày. Trước long tháp, màn trướng rủ xuống đất, Hạ Thương Mai đang ở ngay bên ngoài màn trướng, về phần Mộ Dung Khanh thì ngồi trên ghế trong điện, ngay cả Hoàng Thái Hậu cũng đều ở đây. Đầu tiên Lương Thái Phó đi lên quỳ trên mặt đất, khóc giống nghẹn ngào, Hoàng Thượng, thần có thể coi là nhìn thấy Hoàng Thượng. Hoàng thượng ngài có khỏe không? Trong lòng ông ta lại cười khẩy, cứ triệu kiến như vậy. Hắn trốn ở sau màn trướng, ai có thể trông thấy hắn? Các hạ thần cũng tiến lên quỳ lạy, Hoàng thượng, chúng thần đều vô cùng nhớ ngài. Thái tử xông lên, muốn xốc màn trướng lên, nói ra miệng, phụ hoàng, ngài để mọi người nhìn ngài một cái đi, các vị đại nhân đều ngóng trông gặp được thánh nhan của ngài. Bao Công Công tiến lên một bước, kéo thái tử ra, điện hạ. Để bọn nô tài đến là được. Thái tử lui ra phía sau một bước, vẻ mặt có chút đắc ý, được, làm phiền Bao Công Công. Bao Công Công chậm rãi vén màn trướng lên, vén lên 8 cái móc màn mạ vàng tua rua ở 2 bên, một người nửa ngồi ở trên giường, chậm rãi quay sang nhìn chúng thần. Lương thái phó gần như là lập tức ngẩng đầu nhìn qua, nhìn thấy mặt hoàng đế cả người ông ta như bị điện giật. Ngoại trừ vẻ mặt hoàng thượng tái nhợt một chút ra thì trên mặt ở đâu có chấm đỏ. Thái tử và Lương Tần cũng sợ ngây người, chuyện này sao có thể? Rõ ràng bọn họ nhìn thấy trên mặt hoàng thượng có chấm đỏ, trên cánh tay có quỷ diện sang. Không, không phải như vậy, thái tử kinh hãi hét lên. Trên mặt hoàng đế không có bất kỳ biểu cảm gì, nhìn chằm chằm thái tử đang thất thố cái gì không phải như vậy. Thái tử lại tiến lên, kéo một cánh tay của hoàng thượng lên, trên cánh tay kia đâu còn có quỷ diện sang gì chứ? Lớn mật, hoàng đế giận tím mặt. Cho dù đang mang bệnh thì nổi trận lôi đình cũng không thể coi thường, thái tử phịch một tiếng liền tê liệt trên mặt đất. Không thể nào, ta cùng mẫu phi đều tận mắt nhìn thấy. Hắn thì thào nói. Hoàng đế giơ tay lên, dùng hết sức lực toàn thân, đánh mạnh vào mặt thái tử, thở hổn hển tức giận miệng mắng to, xúc sinh, xúc sinh. Phụ hoàng, phụ hoàng, thái tử leo lên khóc, cả người bị dọa đến run lẩy bẩy, nhi thần không phải cố ý mạo phạm. Chỉ là tất cả mọi người nói là lo lắng cho bệnh tình của phụ hoàng cho nên muốn vào cung thăm, nhi thần cũng không có gì. Cút, hoàng đế giận không kiềm chế được đến, kéo hắn ra ngoài, trước tiên đánh 50 đại bản, tống vào thiên lao, nghe hầu xử trí. Từ sau khi hoàng đế biết bọn họ bức thoái vị thì vẫn luôn ở trong trạng thái cuồng nộ, thế nhưng vẫn còn có thể nhẫn nại được, nhưng thấy thái tử thì lòng tràn đầy bi phẫn dâng trào, sao hắn lại sinh ra một tên xúc sinh chứ? Hắn ta và Lương Tần đi vào thấy ông ta bị quỷ diện sang, lúc ấy trong lòng ông ta còn muốn cho hắn ta một cơ hội, nếu như thái tử nhìn thấy mà không đi ra nói cho những người khác biết thì như vậy hắn ta còn có thể cứu được. Nhưng bây giờ xem ra thật sự là hết thuốc chữa, uổng phí tâm huyết nhiều năm như vậy, ghê tởm nhất là còn làm hoen ố thanh danh của Mộ Dung gia. Xúc sinh này, ngã theo chiều gió, thái phó nâng đỡ hắn ta, đến ngay cả lão tử hắn ta cũng có thể bán đứng. Hai chân Lương Tần mềm nhũn, quỳ tiến về phía trước, buồn bã nói, hoàng thượng, tha cho nó đi. Đôi mắt lạnh nhạt của hoàng đế quét tới, nghiêm nghị nói, người đã bị giáng xuống làm Lương Tần mà vẫn còn không biết hối cải. Chuyện hôm nay, người khó trốn tránh tội lỗi, nếu không có người dung túng xúi dục thì nó không đến mức quên nguồn quên gốc. Đến đây, lôi xuống cùng nhau, tống vào thiên lao. Thị vệ đến ngay lập tức,
kéo thái tử và Lương Tần ra ngoài, thái tử khóc đến tê tâm liệt phế, hắn ta biết lần này so với lần trước và lần trước nữa không giống nhau, phụ hoàng thật sự là muốn phế hắn ta. Đám người thấy hoàng đế vừa nói liền tống Lương Tần và thái tử vào thiên lao thì bọn họ tự biết tội ác khó thoát, đều nhao nhao quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Chỉ có Lương Thái Phó lại chậm rãi đứng lên, vẻ mặt đờ đẫn, ông ta không cần thiết phải cầu xin tha thứ, bởi vì hoàng đế sẽ không bỏ qua cho ông ta. Hoàng đế đảo qua mặt Thái Phó, nói với các chúng thần, tại sao hôm nay các ngươi vào cung trong lòng trẫm rất rõ ràng, không có gì khác ngoài việc bên ngoài đồn đại trẫm bị quỷ diện sang. Là ai truyền đi trong trẫm lòng cũng nắm chắc, trong lòng các ngươi hẳn là cũng nắm chắc. Không sai, ban đầu đúng là truyền ra từ phủ Nhiếp Chính Vương, nhưng thật sự là do Nhiếp Chính Vương phi truyền ra sao? Bây giờ đại khái các ngươi đều hiểu, Vương phi bị oan uổng, người tung tin đồn nhảm là một người hoàn toàn khác. Tin tức là từ phủ Nhiếp Chính Vương truyền đi, không phải Nhiếp Chính Vương phi, vậy thì còn có thể là ai? Nam Hoài Vương. Hắn vốn với mọi người cùng nhau bước thoái vị, nhưng lại lâm trận đào thoát, cho nên chuyện này căn bản chính là cạm bẫy do Nam Hoài Vương bày ra, muốn diệt trừ hết bè cánh của thái tử và thái phó. Trương Ngự Sử là người thẳng tính, lập tức lên tiếng, hoàng thượng, thần biết tội, không nên bị ác tặc Nam Hoài Vương kia xúi dục, hôm nay thần không phải bức thoái vị, thần chỉ muốn chứng thực bệnh tình của hoàng thượng, bây giờ biết hoàng thượng không phải bị quỷ diện sang, lòng thần yên tâm, thần cũng cam tâm tình nguyện chấp nhận bị hoàng thượng giáng tội. Hoàng đế lạnh nhạt nói, các ngươi đi ra ngoài trước, trẫm nói với thái phó mấy câu. Chương 450, trẫm không giết ngươi. Đám vây cánh của thái phó trong lòng đã sợ sệt, biết là cho dù bây giờ ra ngoài, quay lại vẫn sẽ bị hỏi tội, cho nên dứt khoát quỳ xuống cùng nhau tiến lên, nhao nhao tự biện bạch sự trong sạch, cầu xin hoàng đế, cầu xin hoàng thái hậu. Cứ như vậy các loại tình thâm dụng tâm lương khổ đến rồi đi, kèm theo tiếng khóc đứt ruột, làm cho hoàng đế nhíu mày. Mộ Dung Khanh phất phất tay, ra hiệu cho cấm vệ quân trước tiên kéo toàn bộ ra ngoài, chỉ giữ lại một mình Lương thái phó. Thương Mai cũng dìu Hoàng Thái Hậu đi ra, Mộ Dung Khanh ở trong điện xem. Hoàng đế nhìn khuôn mặt đờ đẫn của Lương Thái phó, chấm đối đãi với Lương gia của ngươi như thế nào? Cả người Lương Thái phó đều giống như bị móc giống, linh hồn giống như không tồn tại, chỉ đờ đẫn gật đầu nói, thần thâm thụ Hoàng ân. Vì sao? Hoàng đế lắc đầu, nói không nên lời khinh miệt và trái tim băng giá, ngươi là cha vợ của chấm. Đôi mắt Lương Thái phó dần dần có tiêu cự. Cười khổ một tiếng, đúng vậy, hoàng thượng đối với thần rất tốt, hàng năm ban thưởng cho thần cũng là hạng nhất trong các bậc công hầu, trong chính sự thì trọng dụng thần, nhưng thế thì sao? Thần tuy là cha vợ hoàng thượng, nhưng cũng là một con chó trước mặt hoàng thượng. Chó, hoàng đế giống như là không tin ông ta nói như vậy, người nói ở trước mặt chấm người giống một con chó. Không phải sao, gọi là đến đuổi là đi, không phải một con chó thì là cái gì? Đối với người của Mộ Dung gia hoàng thượng chưa từng như thế, có sủng ái thần hơn nữa thì thần cũng chỉ là một người ngoài. Cho nên người nâng đỡ thái tử đăng cơ, chính là muốn nắm triều chính trong tay, kéo tất cả mọi người đến trước mặt ngươi làm chó của ngươi. Lương thái phó nói, được làm vua thua làm giặc, thần không còn lời nào để nói, hoàng thượng muốn chém giết muốn róc thịt, muốn làm gì thì làm. Hoàng đế cười khẩy, ngươi có tư cách gì nói thắng làm vua thua làm giặc. Ngươi cho rằng mưu kế của ngươi rất cao thâm, ngươi cho rằng ngươi bố trí cẩn thận cỡ nào, ngươi cho rằng sách lược của ngươi chu toàn bao nhiêu, ngươi cho rằng ngươi là cái thá gì. Dã tâm của ngươi chấm đã sớm thấy được, biết vì sao chấm không động vào ngươi mà ngược lại vẫn luôn kiêng kỵ Tiêu gia không? Bởi vì dã tâm của ngươi có lớn đến đâu cũng không có thành tựu. Tiêu gia không có dã tâm, nhưng Tiêu gia có vốn liếng để tạo phản, cho nên ngươi có tư cách gì nói thắng làm vua thua làm giặc. Ngươi thắng cũng không phải là vua. Bởi vì trong triều đình này ngươi đấu thắng được ai? Ngay cả Nam Hoài Vương ngươi cũng không đấu lại, nhưng nếu ngươi thất bại thì sẽ như lời nói của ngươi, là một con chó. Không sai, bây giờ ngươi chính là một con chó nhà có đám. Lời nói này của Hoàng đế mang theo sự khinh miệt coi thường, so với giết ông ta còn khiến ông ta khó chịu hơn. Khuôn mặt ông ta lúng túng, tức giận nổi lên đáy mắt, lần này chỉ là thần bị lừa. Tại sao là ngươi mắc lừa mà không phải những người khác mắc lừa? Nam Hoài Vương với ngươi cùng nhau bức thoái vị, vì sao hắn lại rời đi? Ngươi đi ra xem một chút xem bây giờ ở cửa cung còn có ai đang canh giữ ngươi, Võ An Hầu đã đi từ lâu, Tiền Khôn bị bắt, binh sĩ đi một nửa, ngươi tầm thường như vậy chấm không có chút nào kiêng kỵ, không có chút nào để vào mắt, nhìn ngươi nhảy nhót giống như là nhìn tôm tép nhãi nhép,
ngươi không tổn hại được đến chấm nửa phần, ngược lại còn khiến chấm thêm niềm vui thú. Lương Thái Phó cười khẩy, nếu Hoàng thượng đã coi trọng Nam Hoài Vương như vậy thì chờ Nam Hoài Vương làm những việc mà thần làm không thành đi. Nam Hoài Vương là một tên hề khác, và sau ngày hôm nay trong triều nhiều thế lực ngoại biên sẽ nhằm vào hắn, căn bản không cần tự mình ra tay. Hoàng đế cười khẩy. Lương Thái Phó khẽ giật mình, ý Hoàng thượng là muốn thả cho người bên ngoài. Vì sao không thả, cả triều văn võ, không thể lúc nào cũng có thể yêu cầu lòng trung thành với chấm, với lại bọn hắn có thể trở thành con dao sắc bén nhất, đâm mạnh vào trái tim Nam Hoài Vương. Hơn nữa, trên thế giới này có một câu, gọi là cha rõ rồi tính sổ. Đáy lòng Lương Thái Phó như sóng lớn lật tung, sự ẩn nhẫn của Hoàng thượng thần mặc cảm không bằng. Nhưng ông ta hoàn toàn không tin tất cả những điều này là chủ tính của Hoàng đế, nhất định là Mộ Dung Khanh, tên hồ ly giảo hoạt này. Ánh mắt ông ta phức tạp nhìn về phía Mộ Dung Khanh đang ngồi yên một góc, hắn dùng tay đỡ trán, có vẻ hơi buồn bực ngán ngẩm. Hoàng thượng định xử trí thần như thế nào? Vẻ mặt thẫn thờ nguội lạnh của Lương Thái Phó cuối cùng cũng có một vết nứt, giọng nói cũng có chút biến đổi. Yên tâm, chấm sẽ không xử tử ngươi, chấm muốn Thái Phó sống thật tốt. Trên mặt Hoàng đế hiện lên một nụ cười ác độc. Lương Thái Phó biết Hoàng đế có thù tất báo, tuyệt đối sẽ không tùy tiện tha cho ông ta, sợ là muốn nghĩ cách tra tấn ông ta. Thái Phó không nói thêm gì nữa mà là chờ đợi Hoàng đế xử trí. Hoàng đế gọi Lộ Công Công, nói phụng chỉ. Lộ Công Công tiến lên, nô tài có mặt, mời Hoàng thượng tuyên. Hoàng đế nhìn Thái Phó, người đã muốn nâng đỡ thái tử như vậy, chấm cho ngươi một cơ hội. Hắn ngẩng đầu. Nhìn Lộ Công Công, phụng chỉ, phế thái tử, biếm thành thứ dân, di cư đến phố Hạ An. Tịnh thân thái phó, giữ lại phong hào thái phó, hầu hạ Mộ Dung Trịnh, cho đến trăm năm trở lại, sai người nghiêm mật trông coi, chi phí mỗi tháng từ trong cung cấp cho. Thái phó bỗng nhiên ngẩng đầu, sắc mặt dữ tợn, ngươi. Vậy, lương gia xử trí như thế nào? Lộ Công Công kính cẩn hỏi. Điều tra được có ai với lương thái phó cùng nhau tạo phản, giết. Thu hồi tất cả phòng ấp cho lương gia. Hai chân thái phó như nhũn ra, người còn không bằng giết lão phu. Không giết được, không giết được. Hoàng đế cười khẩy, tiếp tục phân phó Lộ Công Công, để phòng thái phó tự vẫn, chặt đứt gân tay gân chân, hắn chỉ có thể bị giết, mà không thể tự vẫn, xem xét xử lý đi. Rõ, Lộ Công Công đáp. Lương thái phó cười ha 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 như điên, hoàng thượng là muốn giết chết thần, tốt hơn là trực tiếp ban được chết, hôn quân vô đạo. Vì sao ta vì không thể phản? Thiên hạ này vốn nên là của lương gia ta, lần này nếu không phải bị mắc lừa thì Giang Sơn Mộ Dung gia sớm muộn cũng sẽ đổi chủ. Ông ta bày mưu tính kế nhiều năm, tính toán nhiều năm, lôi kéo được không ít đại thần vây cánh, chờ đợi thái tử đăng cơ. Không ngờ, thật sự là không ngờ dễ dàng trúng kế, ông ta phí hết bao nhiêu công sức và tâm huyết bày mưu tính kế, lại không dùng được chút nào. Lần này thật sự là đánh ông ta không kịp trở tay. Dựa vào ngươi mà cũng dám nói như vậy, còn muốn điểm mặt ư, ngươi có bản lĩnh gì? Nam Hoài Vương chỉ tung ra một lời đồn đã khiến ngươi chui vào, ngươi nói ngươi ngu xuẩn thành cái dạng này, còn không biết xấu hổ nói lời như vậy sao? Mộ Dung Khanh lạnh lùng thốt lên. Không phải Nam Hoài Vương, là ngươi Mộ Dung Khanh. Hai mắt thái phó phun ra tia lửa, hận không thể xé nát Mộ Dung Khanh ngay tại chỗ. Mộ Dung Khanh cười, được, được, là bản vương. Bản vương nói như vậy, trong lòng ngươi thoải mái hơn một chút không? Hắn đứng lên, đi đến trước mặt Lương Thái Phó, ngươi đã không hề có tác dụng, bản vương cũng không sợ thẳng thắn với ngươi, bản thân Nam Hoài Vương không nghĩ muốn lừa ngươi, chẳng qua là cố ý truyền lời đồn ra, để Hoàng thượng mất lòng dân, để nhi tử Hoàng thượng Sở Sinh không thể danh chính ngôn thuận đăng cơ, hắn liền có cơ hội tranh đoạt đế vị, nhưng không ngờ chính ngươi đần độn mà chui vào, bây giờ bại bởi Nam Hoài Vương. Ngươi còn cãi chảy cãi cối nói là bại bởi bản vương, lừa mình dối người, bản vương muốn trừ hết người lương ra ngươi. Diệt trừ thái tử, không phải chuyện dễ như trở bàn tay sao? Ngày đó thời điểm phế hậu, bản vương đã có thể trực tiếp phế bỏ thái tử, làm gì chờ tới bây giờ loanh quanh luẩn quẩn một vòng lớn như vậy, còn lấy thanh danh của hoàng thượng làm mồi dụ. Sắc mặt thái phó tái nhợt, ông ta biết không nên tin tưởng lời nói của Mộ Dung Khanh, nhưng lời hắn nói là gần với sự thật nhất. Bởi vì nói cùng nhau bức thoái vị xong Nam Hoài Vương lại lâm trận bỏ chạy. Nếu thái phó vẫn không tin thì đi hỏi Tôn Phương Nhi một chút, nàng ta biết tất cả nội tình. Thân thể lương thái phó run nhẹ nhẹ, ông ta thật sự không thể tiếp nhận nổi, bại bởi tên tiểu tử thúi Nam Hoài Vương này,
ông ta vẫn luôn không để hắn vào trong mắt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 30.